Tiêu Dao là một chàng trai trẻ đến từ thành Dư Hàng. Cha mẹ anh bỏ đi lang bạt từ sớm, vì vậy Tiêu Dao sống phụ thuộc vào Lý Đại Nương là dì của mình từ khi còn nhỏ. Nay đã lớn khôn nhưng Tiêu Dao vẫn luôn mơ thấy mình là một đại hiệp chuyên hành việc trượng nghĩa cứu giúp dân nghèo. Nhưng giấc mơ nào khi tỉnh dậy cũng không là hiện thực, trừ giấc mơ tè dầm. Mở đầu là tiếng gõ vào chảo sắt đã đánh thức anh dậy mà trở về với thực tại. Ở đây Tiêu Dao cùng dì sống bằng nghề mở một quán trọ nhỏ. Nhìn đứa cháu suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày, dì Lý nhắc nhở anh bỏ đi suy nghĩ làm đại hiệp, tập trung xuống phụ giúp bà. Hôm nay có một toán khách đến từ Nam Chiếu đi qua mà dừng chân tại đây. Nhìn cách họ trả công hậu hĩnh cho dì của mình khiến Tiêu Dao tò mò. Nước nôi xong xuôi, Tiêu Dao đưa những thương nhân này lên phòng nghỉ ngơi. Mà hành động nhỏ như vậy, Tiêu Dao cũng được bo một lượng bạc làm anh chắc mẩm quán hôm nay vớ được khách sộp. Điều này làm anh chàng càng hăng say làm việc. Lúc này dì Lý dặn Tiêu Dao mang cơm cho những thương nhân mới đến. Vào trong vô tình anh lại nghe được câu chuyện về đảo tiên ở đây. Tò mò về chuyện này, Tiêu Dao cũng ngỏ lời hỏi han, nhưng vị khách này nói rằng bản thân họ cũng chỉ nghe giang hồ đồn như vậy. Nghe vậy Tiêu Dao cũng bớt hỏi lại mà tiếp tục đi ship đồ ăn cho dì mình. Nhưng vừa ra cửa lại gặp người ăn mày suốt ngày ở đây đòi uống rượu. Ông là Tử Kiếm Tiên, sở thích duy nhất là rượu ngon. Nhìn thấy Tiêu Dao, ông liền chỉ vào mặt anh và nói rằng Tiêu Dao là người được ý trời chọn làm việc lớn. Nghe được vậy, không cần biết đúng hay sai, nhưng được khen đúng thứ mình thích cũng làm Tiêu Dao thích thú. Vì điều này nên anh cũng nể tình mà cho Tử Kiếm Tiên một chút rượu, sau đó hỏi về câu nói ban nãy của ông. Biết Tiêu Dao muốn học kiếm pháp, Kiếm Tiên liền hẹn anh canh ba đêm nay đến miếu Sơn Thần sườn núi Thập Lý để bảo ban rồi rời đi. Nghe vậy Tiêu Dao càng thêm hào hứng mà chạy đi ship cơm với vận tốc nhanh như gió. Trên đường đi tình cờ lại thấy Tiểu Hổ Tử bị bắt nạt, liền đến cứu giúp. Hỏi ra mới biết Tiểu Hổ Tử cũng đến được đảo tiên, lại còn gặp được tiên nữ cho đan dược, qua đó chữa khỏi bệnh cho ông mình. Nhưng đám trẻ này nghĩ Tiểu Hổ Tử đang chém gió nên bắt nạt cậu. Tiêu Dao liền bảo vệ mà đưa Tiểu Hổ Tử đi, sau đó hỏi về chuyện đảo tiên. Điều này làm Tiêu Dao càng thêm tò mò về sự thật đảo tiên này, đến đưa cơm cho Trương Tứ Ca. Tiêu Dao lại tiếp tục hỏi người anh về việc đảo tiên. Trương Tứ Ca nói rằng mình làm nghề đánh bắt cá bao năm cũng chưa nhìn thấy đảo tiên. Nhưng việc Tiểu Hổ có viên đan dược thì là sự thật. Điều này làm Tiêu Dao cứ thẩn thơ suy nghĩ trên đường về. Lúc này Tú Lan chạy đến hớt hải nói với Tiêu Dao rằng dì của anh đang hôn mê. Vội vàng về nhà nhìn dì mình nằm giường mà Hồng Đại Phu cũng bó tay khiến Tiêu Dao sợ hãi. Nghĩ đến đảo tiên và thuốc giải, Tiêu Dao liền tìm những vị thương nhân kia. Nghe tin chủ quán bị bệnh, vị khách liền lo sợ mà nói sẽ chuyển đi. Ở đó ông nói rằng mình chỉ có một chút thông tin về đảo tiên. Nghe nói hòn đảo này nằm ở phía đông nam, người thường rất khó có thể vào đó. Bản thân vị khách này mua được một cây búa phá thiên. Ông nói rằng có thể phá mê chướng của đảo mà đi vào, sau đó vì biết Tiêu Dao muốn cứu gì mà cho anh mượn, không chần chừ Lý Tiêu Dao một mình lên đường. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng bị trôi dạt vào một bờ biển, ở đó có một bức tượng oai phong. Tiêu Dao dùng cây búa gõ mạnh vào đó, quả nhiên sau lớp đất đá là một cửa hang động. Đi vào trong một thế giới tiên cảnh mở ra tựa chốn Bồng Lai, một tiên nữ bay đến hỏi xem Tiêu Dao sao lại đến đây. Cô tên Triệu Linh Nhi, là tiên nữ của đảo tiên linh này. Nhìn thấy cô, Tiêu Dao vội trình bày hoàn cảnh, sau đó muốn được Linh Nhi tỏ lòng từ bi cứu giúp. Điều này đang khiến cô phân vân thì giọng nói của bà Linh Nhi vọng ra. Sợ bà sẽ hại đến Tiêu Dao liền đưa anh đi trốn, tình cờ bụng đói sôi lên khiến tiên nữ ngại ngùng. Tiêu Dao liền làm ảo thuật biến ra một viên kẹo anh đào rồi đưa cô ăn. Điều này như thức tỉnh điều gì đó khiến Linh Nhi nhận ra Tiêu Dao, còn nói họ đã gặp nhau 10 năm trước và tỏ ra rất mừng rỡ. Tiêu Dao cũng không hiểu điều gì hay cô gái này là ai, nhưng vì cứu dì Lý mà anh liền nhờ cô đưa đi lấy đan dược. Đến phòng đan dược, Linh Nhi dặn Tiêu Dao đừng quên hẹn ước của họ. Nhưng trên đường ra về, Tiêu Dao không thể giấu giếm Linh Nhi mà nói ra sự thật rằng bản thân không nhớ cô là ai. Lúc này bà ngoại của Linh Nhi xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Dao bà liền vội gọi anh là ân công, sau đó đón tiếp như vua chúa khiến Tiêu Dao không hiểu vì sao. Anh cố giải thích rằng họ đang nhận nhầm người, nhưng bà ngoại Linh Nhi lại không cho là như vậy. Sau đó kể chuyện 10 năm trước của thành Nam Chiếu khi gặp biến cố lớn, nhờ có anh cứu giúp mới có họ như bây giờ. Sau đó dặn Linh Nhi đưa ân công đến nơi có thể giúp anh nhớ ra một vài chuyện. Dưới gốc cây phượng tím trên đảo tiên, Linh Nhi cho anh xem một viên đá khắc chữ. Tiêu Dao nhìn kỹ thực sự đã thấy chữ viết tay của mình để lại. Khi tay anh chạm vào những chữ viết này, vô số ký ức như trở lại làm Tiêu Dao nhớ lại quá khứ của bản thân. Anh dường như sau khi nhìn thấy câu chuyện của bản thân với Linh Nhi ở quá khứ và tương lai, số phận của họ dường như đã bị phong ấn. Trở về phòng, hai người được bà ngoại tổ chức lễ thành hôn, qua đó đã trở thành vợ chồng. Ngày hôm sau thức dậy, Tiêu Dao và Linh Nhi tết dây tóc phu thê như một dấu hiệu của cặp đôi sẽ mãi mãi bên nhau. Sau đó nhờ tới người dì bị bệnh ở nhà, anh nóng lòng muốn mang thuốc về cho dì và rời đảo, hai người tạm biệt nhau. Nhưng không ngờ ngay khi Tiêu Dao rời khỏi đảo tiên, Linh Nhi và những người trên đảo đã bị những người hôm trước thuê quán trọ của Tiêu Dao tấn công.
Nhìn thấy Linh Nhi và mọi người gặp nguy hiểm, Tiêu Dao liều mạng nhảy xuống biển để cứu Linh Nhi nhưng lại bị sóng lớn đánh bất tỉnh. May mắn thay, khi mở mắt ra anh đã được Trương Tứ Ca đi đánh cá cứu lên. Tiêu Dao cố gắng muốn quay lại tìm Linh Nhi nhưng đầu lại đau như búa bổ rồi ngất lịn đi. Thì ra tên thương nhân kia chính là người làm ra những chuyện này. Hắn ta cho Tiêu Dao uống một viên quên sầu đan nên khi tỉnh dậy, Tiêu Dao thấy mình nằm trên giường bên cạnh là người gì đã khỏe mạnh. Điều này làm anh nghĩ những chuyện kia chỉ là giấc mơ giữa ban ngày. Ngay cả khi ra ngoài, những người dân ở Dư Hàng nói anh là người anh hùng vì gì mà quên thân cũng không giúp Tiêu Dao nhớ ra được chuyện gì. Tối đến, anh tới chỗ hẹn với Tử Kiếm Tiên hôm trước ở miếu Sơn Thần nhờ ông chỉ giáo võ thuật. Uống vào ngụm rượu, Tử Kiếm Tiên bắt đầu thi triển cho Tiêu Dao xem thuật ngự kiếm cửa phái Thục Sơn Ông khiến anh lác mắt. Sau đó Tử Kiếm Tiên liền hướng dẫn Tiêu Dao. Ban đầu Tiêu Dao không thể đứng vững làm chủ cây kiếm nhưng anh không từ bỏ luyện từ đêm đến sáng, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Tử Kiếm Tiên. Dẫu vậy, ông vẫn không nhận anh làm đệ tử vì cho rằng chưa đủ duyên rồi cưỡi kiếm rời đi. Trở về quán trọ, dì Lý lúc này lại cho đám thương nhân kia thuê lại phòng của Tiêu Dao luôn. Anh hậm hực nhưng thôi, vì tiền thì hy sinh chút cũng không sao. Bước lên dọn dẹp, Tiêu Dao đụng mặt đám thương nhân này. Họ thử hỏi vài câu vòng vo biết Tiêu Dao đã không nhớ gì mới yên tâm. Nhưng Tiêu Dao thấy họ có bao tải to to để trong phòng, tò mò liền đến xem. Phát hiện Linh Nhi ở đó nhưng anh lại chẳng nhớ gì. Bất giác có người đi vào, Tiêu Dao vội đưa cô chạy đi lại bị đám thương nhân đuổi bắt. Lúc này Lý Đại Nương không thể che giấu thân phận, dùng xuyên vân trưởng đánh cho đám người đó bỏ chạy. Linh Nhi vội kéo Tiêu Dao ra ngoài muốn tìm kiếm sự an ủi từ anh. Nhưng cô phát hiện ra rằng Tiêu Dao không nhớ cô và phủ nhận chuyện họ đã kết hôn. Linh Nhi không hiểu tại sao anh lại như vậy khiến cô rất đau lòng. Tiêu Dao cố gắng nhớ lại nhưng đầu đau như búa bổ. Nhưng vì muốn giúp đỡ nên Tiêu Dao đã đưa Linh Nhi về Đảo Tiên. Thấy mọi người đã chết, cô vội tìm bà ngoại. Bà dùng hơi thở cuối nhắn nhủ Tiêu Dao chăm sóc cho Linh Nhi rồi lịm dần đi. Linh Nhi đau đớn lo tang lễ cho mọi người, sau đó trở về quán trọ Tiêu Dao nghỉ ngơi. Sau một đêm nghỉ ngơi, Linh Nhi tỉnh dậy thấy Tiêu Dao bên cạnh mình liền kể cho anh nghe giấc mơ của mình đêm qua. Cô nói rằng bà ngoại trở về nói cô lấy lại tinh thần chờ ngày trở về Nam Chiếu. Linh Nhi lúc này cố tỏ ra thân mật với Tiêu Dao nhưng anh lại không thể nhớ ra gì, ngược lại khi cô nhớ còn bị đau đầu mà ngất đi. Dì Lý chạy vào xem tình hình và nghe Linh Nhi kể lại chuyện. Sau khi phát hiện ra manh mối, Lý Đại Nương đã nói chuyện với Linh Nhi để tìm ra toàn bộ câu chuyện. Đồng thời suy đoán rằng Tiêu Dao có thể đã gặp vấn đề về trí nhớ do vong ưu tán. Lúc này Linh Nhi mới nhận ra rằng trước đây cô đã hiểu lầm Tiêu Dao. Lý Đại Nương khuyên cô dùng tình cảm hiện tại bồi đắp tình cảm mới. Vun vén dần dần, biết đâu Tiêu Dao có thể nhớ lại. Cả hai cùng nhau đi dạo ở đó, Linh Nhi gặp lại cậu nhóc của mà mình từng cho viên linh đan cứu ông nội. Tiểu Hổ cùng ông ra cảm tạ sự cứu giúp của Linh Nhi, còn khen cô và Tiêu Dao là cặp trời sinh tốt bụng, mong họ sớm thành thân. Điều này khiến Tiêu Dao cứ ngẩn người, chẳng hiểu mọi người trong thôn làm sao nữa. Tú Lan nghe tin crush của chị mình sắp thành thân liền đến báo cho Hương Lan. Đúng lúc này Tiêu Dao đến đó lại đi cùng Linh Nhi. Tú Lan thấy vậy liền cục cằn hơn hẳn mọi hôm mà hỏi xem Linh Nhi là ai. Tiêu Dao liền giới thiệu đây là họ hàng xa của dì mình. Tú Lan liền nghĩ anh có tiên nữ mà thay lòng đổi dạ. Rõ ràng hứa cưới tỷ tỷ mình hồi 5 tuổi nay lại đi yêu người khác, khiến Tiêu Dao hạn hán lời mà không biết giải thích thế nào. Chuyển cảnh sang Vương cung Nam Chiếu, đại vương này là cha của Linh Nhi, ông dường như tuổi cao sức yếu đang nghe ngóng tình hình con gái muốn đưa cô về. Cũng may ở bên này Linh Nhi vẫn đang an toàn, lại được ở bên người mình muốn lấy làm chồng. Anh quyết định sẽ đưa Linh Nhi về Nam Chiếu an toàn. Trở về nhà, Tiêu Dao đem chuyện này nói với dì mình, nhưng khác với dự đoán của anh, dì Lý không những không ngăn cản lại chỉ đường dẫn lối cho Tiêu Dao. Sau đó mang ra thanh kiếm ra truyền đưa cho Tiêu Dao kèm thêm hai cuốn bí kíp võ công là Phi Long Thám và Băng Tâm Quyết. Trước khi để người cháu đi, Lý Đại Nương dặn dò Tiêu Dao bên ngoài núi cao còn có núi cao hơn, vì vậy phải luôn giữ mình cẩn trọng. Ngày hôm sau hai người cùng nhau lên thuyền tạm biệt dì Lý, đi thực hiện việc trượng nghĩa đưa Linh Nhi về Nam Chiếu. Ngồi trên thuyền, tình cờ Tiêu Dao và Linh Nhi nghe được tin Nam Chiếu hiện giờ đang loạn lạc, hai phái Vu Nguyệt giáo và Bái Nguyệt giáo đang đấu đá nhau không ngừng. Điều này khiến Linh Nhi lo cho cha mình ở đó, nhưng Tiêu Dao liền động viên sẽ bảo vệ cho cô an toàn khi về Nam Chiếu. Chuyển cảnh lúc này ở Nam Chiếu, công chúa của Vu Nguyệt là Ano vì thấy ở đây chán quá nên muốn ra ngoài Trung Nguyên chơi, nhưng lại bị người của mẹ mình chặn lại không cho đi. Một anh chàng lạnh lùng bước đến, tên Đường Ngọc, vài chiêu đã đánh ngất Ano, sau đó mang về cho mẹ cô. Ở đó bà nói rằng Bái Nguyệt giáo luôn rình rập nên không muốn con gái gặp nguy hiểm. Nhưng biết rằng không thể ngăn được ý chí của con gái, bà liền ban lệnh cử Ano đi Trung Nguyên tìm năm viên linh châu. Năm viên linh châu đại diện chống lại năm hung thú thời thượng cổ do Oa Oa Nương Nương tạo ra. Sau này thủy ma thú là hung thú đứng đầu gặp nước hồi sinh nên tiếp tục làm càn. 10 năm trước thánh nữ của Vu Nguyệt giáo đã lấy thân mình trấn áp thủy ma thú mới đổi lại 10 năm an bình như hiện tại. Nhưng năm nay hạn hán liên miên, bà cho rằng có liên quan đến thủy ma thú nên muốn tìm năm viên linh châu để hóa giải.
Sau đó mang viên thánh linh châu giao cho Ano, dặn cô có thể tìm 5 viên linh châu kia thông qua viên thánh linh châu này. Mà người có thể thôi túc năng lực đó chỉ có thể là công chúa Linh Nhi để tạo mưa tạo phúc cho Nam Chiếu. Bà lệnh cho Đường Ngọc cùng Ano đi tìm kiếm 5 viên linh châu cùng công chúa Linh Nhi mất tích. Ở bên này, Linh Nhi và Tiêu Dao đã đến Tô Châu. Vừa đến nơi, hai người đã nghe tiếng cầu cứu. Ở đó có một cô gái đang trói hai người lại mà dùng roi đánh. Lý Tiêu Dao thấy bất bình liền tỉ thí với cô gái rồi trói lại, đợi hai người kia đi xa sẽ thả cô ra. Nhưng lúc sau thả ra, cô gái này lại một kiếm đâm vào ngực Tiêu Dao khiến anh ngất lịm đi, còn cô ả cũng chuồn mất. Linh Nhi thấy vậy liền dùng thuật hoàn hồn để chữa cho Tiêu Dao, nhưng cũng vì thế mà cô mất hết sức lực ngất bên cạnh anh. Người dân đi qua lại thấy Linh Nhi mình người đuôi rắn, nghĩ cô là quái vật mà chạy đi không dám cứu. Lúc sau Tiêu Dao tỉnh dậy thấy thương tích của mình đã biến mất liền hỏi xem Linh Nhi đã làm gì. Cô nói rằng mình dùng thuật hoàn hồn do bà ngoại truyền lại cho, không ngờ chỉ có thể dùng được cho người mà cô yêu thương nhất. Hai người liền rời đi tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì một lúc sau cô gái ban nãy cũng một đại y đến. Thấy họ không còn ở đó, cô nghĩ rằng cả hai đã không sao. Hai người đến thành Tô Châu định nghỉ ngơi một chút thì quán trọ đã hết phòng. Lý do là Lâm lão ra mở hội tỷ võ kén rể cho con gái nên đã bao hết các quán trọ quanh đây. Người này là Thâm Thiên Nam, đứng đầu phái lớn ở Trung Nguyên này. Con gái của ông chính là cô gái váy đỏ ban nãy đâm trọng thương Tiêu Dao tên Nguyệt Như. Lễ hội kén rể này vài năm nay đã không có ai thắng cô, nên vì vậy Nguyệt Như muốn thương lượng với cha. Nếu năm nay không ai thắng được cô ở hội tỷ võ, cha sẽ đồng ý hủy việc làm này lại, nếu không sẽ cạo tóc đi tu. Biết không thể không chiều ý con gái, ông liền đồng ý. Buổi tối trở lại với Tiêu Dao và Linh Nhi, hai người thấy một cậu bé bị đánh liền can ngăn lão chủ, sau đó còn trả tiền cho cậu bé vì ăn trộm đồ ăn của lão. Thấy cậu còn đói, họ gọi một bát cơm siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog ra để cậu bé ăn, nhưng sau khi ăn xong vẫn không thấy no. Đoán rằng cậu bé bị thuật yêu trùng, Linh Nhi bèn đưa cậu bé ra ngoài rồi dùng thuật của mình đẩy con ấu trùng ra. Quả nhiên cậu bé liền không còn bị đói nữa mà chạy đi. Một nam nhân đi đến vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, nhìn thấy họ như vậy rất cảm kích mà khâm phục. Anh tên Lưu Tấn Nguyên, là Trạng Nguyên đương triều. Tò mò, anh liền hỏi Linh Nhi tại sao lại có thuật yêu trùng ở đây. Nghe Linh Nhi nhắc đến chuyện có thể có yêu quái hoành hành ở đây, Tấn Nguyên liền nói ra chuyện kỳ lạ ở thành Tô Châu này. Anh nói rằng có một nữ yêu xà đang hoành hành ở đây, còn bắt nhiều nữ tử trẻ tuổi khiến người dân hoang mang. Nghe vậy Tiêu Dao nói nếu thấy nữ yêu xà đó nhất định sẽ ra tay cứu giúp người dân. Nể tình trượng nghĩa, hai người Tấn Nguyên mời họ ngồi làm đôi ba chén rượu. Ở đó anh thủ thỉ chuyện mình mến mộ con gái của Lâm gia, nhưng ngày mai lại là hội tỷ võ trong khi anh chẳng biết gì. Tiêu Dao liền chỉ cho anh vài động tác để ngày mai thử sức ở võ đài. Ngày hôm sau hai người đến xem hội tỷ võ. Tiêu Dao mở to cả hai mắt khi thấy Nguyệt Như bước lên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cuộc tỷ thí bắt đầu đúng như dự đoán, Nguyệt Như đánh bại từng người muốn làm phu quân của cô. Tấn Nguyên lúc này không màng nguy hiểm cũng cố lên, nhưng kết quả cũng không khác mấy. Lúc này Tiêu Dao thấy bất bình liền lên tỷ võ với Nguyệt Như với điều kiện không được tính đây là tỷ thí kén rể. Nguyệt Như đồng ý, sau đó cả hai giao đấu. Kết quả Tiêu Dao đã dạy cho Nguyệt Như một bài học, núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng lúc này cha của Nguyệt Như đi ra nói rằng hôn sự của hai người đã được sắp xếp qua lần đấu võ này. Dù Tiêu Dao có nói sao cũng không rút lại được, còn bị Thâm Thiên Nam không cho rời đi. Cùng lúc đó Ano và Đường Ngọc cũng đã đến Tô Châu. Ở đó cô muốn mua chiếc kim châm nhưng Đường Ngọc lại không đồng ý. Điều này làm Ano bật khóc nói rằng không ai quan tâm đến mình, nhìn nước mắt cô rơi. Đường Ngọc liền tỏ ra cảm thông mà suy nghĩ lại mua cho cô chiếc kim châm đó. Ở bên này Tiêu Dao cố giải thích cho Lâm gia chủ rằng chuyện tỷ võ kia không phải vì anh muốn cưới Nguyệt Như. Nhưng tài võ nghệ cao cường đôi khi cũng là nhược điểm của Tiêu Dao, khi anh không được sự buông tha của Thâm Thiên Nam gia chủ, Tấn Nguyên ở đó cũng không thể trái lệnh di phụ mà chúc mừng cho Tiêu Dao. Người buồn nhất có lẽ là Linh Nhi khi cô không biết phải làm sao. Hết cách, Tiêu Dao chỉ đành lấy lý do đi sắm của hồi môn để lần đi, nhưng mọi thứ không dễ như anh nghĩ. Lâm giáo chủ đã đợi sẵn ở cổng thành, còn chú đáo chặn lại đưa cho anh một túi tiền dặn anh tha hồ sửa sắm. Nhìn tình hình này Tiêu Dao nhận thấy chuyện này phức tạp hơn anh nghĩ. Quay vào trong tiện đang có túi tiền, Tiêu Dao liền đưa Linh Nhi đi mua sắm cho thỏa thích, còn trốn ra như nào nghĩ sau. Nhưng Nguyệt Như lúc này lại xuất hiện muốn đánh lại một trận với Tiêu Dao. Nhưng anh lại không hứng thú vì chuồn khỏi đây còn chưa nghĩ ra cách thì đánh với đấm cái gì. Hai người đến một quán ăn. Lúc này Linh Nhi cảm thấy cơ thể có gì đó kỳ lạ. Cô sợ mình sẽ hóa thành xà yêu nếu khí huyết không ổn định, liền hỏi anh nếu mình biến thành yếu quái Tiêu Dao có sợ không. Tiêu Dao nói rằng mình là đại hiệp lại có nhiệm vụ bảo vệ cô, cho nên dù cô có biến thành gì anh cũng không sợ. Trở về Lâm phủ nghỉ ngơi, Tiêu Dao nhận được lời mời gặp Nguyệt Như ở sau núi. Linh Nhi thấy đó cũng là cách hay để hai người giải quyết hiểu lầm hận thù, liền khuyên anh đến đó. Đến nơi Tiêu Dao thấy Nguyệt Như đã mặc một bộ quần áo đúng chất nữ tử. Thoạt bộ nhìn xinh đẹp đấy chứ, nhưng lại khiến anh thấy kỳ kỳ, trái với cách nói chuyện thường ngày. Nay Nguyệt Như lại ăn nói nhẹ nhàng, sau đó còn nói rằng bao năm qua không phải không có ai không thắng được mình.
mà chỉ là bây giờ mới tìm được người thích hợp nên muốn kết duyên với anh. Tiêu Dao nghe vậy nổi cả da gà, chỉ mong lúc này Nguyệt Như trở lại như mọi ngày. Linh Nhi thấy Tiêu Dao cứng nhắc quá, sợ Nguyệt Như tổn thương liền đến an ủi, sau đó còn nói rằng từ nay sẽ làm bạn tốt của Nguyệt Như khiến cô lại vui như hội. Tấn Nguyên lúc này cũng bước đến nhưng không hiểu sao hôm nay Nguyệt Như lại ăn mặc như vậy. Để tiếp nối niềm vui, Tấn Huyền liền đưa ba người đến quán rượu Lạc Phường để vui vẻ. Ở đó họ lại nghe được sự hoành hành của Mãng Xà, nhưng đó cũng là cơ hội khi Tấn Nguyên nghĩ ra cách. Nếu như Tiêu Dao giúp mình tiêu diệt Mãng Xà thì bản thân anh có thể chứng minh với Lâm Chủ, còn Tiêu Dao có thể thoát kiếp bị ép thành thân. Sau khi rời khỏi tửu lâu, đám người Lý Tiêu Dao say khướt. Lúc này Lâm Nguyệt Như trở về nhà muốn hủy bỏ hôn sự với nhà họ Lý. Cô chỉ muốn làm nữ hiệp, không muốn dính dáng với tình cảm nam nữ. Lý Tiêu Dao và Linh Nhi đang trò chuyện, Lâm Nguyệt Nhi bước vào muốn hai người thu dọn đồ đạc và đưa hai người ra khỏi thành. Với sức khỏe hiện tại của Linh Nhi, nếu đi đường dài lại không ổn, vì vậy họ lấy lý do bắt yêu xà để có thể ra khỏi thành mà không sợ cha Nguyệt Như bắt lại. Sáng hôm sau, đám người Tiêu Dao đi bắt yêu xà với sự trợ giúp của biểu ca Lâm Nguyệt Như. Có một đám người bí ẩn theo dõi họ đến hang ổ của yêu xà nhằm lấy viên linh châu. Trong khi đó, nhóm Tiêu Dao tìm ra hang ổ của yêu xà, đột nhiên họ bị tấn công bởi một con yêu xà nam. Họ giao thủ, Trọng Nguyên bị dính độc của ba người kia vốn không phải là đối thủ của yêu xà. Ngay lúc này có một kẻ bịt mặt ra tay trợ giúp đánh lui xà yêu. May thay, đưa về biệt viện của nhà họ Lâm, Trọng Nguyên được cứu nhờ thuốc giải của Lâm Bảo Chủ. Vì muốn kiềm chế tính cách của con gái ông, Lâm Bảo Chủ muốn Nguyệt Như và Tiêu Dao nhanh chóng thành thân. Khi thấy con gái đang vui vẻ hòa đồng với các bạn bè, Lâm Bảo Chủ lại mềm lòng không muốn gả con gái đi trước bài vị của phu nhân quá cố. Những lời đó được Lâm Nguyệt Như nghe thấy, cô cũng hiểu được nỗi lo lắng của cha dành cho mình, hai người làm lành với nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Dao lo cho sức khỏe Linh Nhi, vì hôm nay cô đã tiêu hao linh lực để ngăn cản xà yêu, họ quyết định sẽ lên đường khởi hành về Nam Chiêu vào sáng mai. Đêm khuya thanh vắng, tiếng hét thất thanh của một nô tỳ làm mọi người tỉnh giấc. Một con yêu xà từ trong phòng Linh Nhi nhảy ra, người nô tỳ kia kể lại và có khả năng triệu Linh Nhi chính là yêu xà hóa thành. Nhưng mọi người lại không tin đó là sự thật, Tiêu Dao tức giận không kiểm soát được cảm xúc. Còn Lâm Nguyệt Như hình như phát hiện điều gì đó trên gương mặt của yêu xà kia. Sau đó trong thời tiết mưa gió sấm chớp dữ dội, Tiêu Dao chạy đi tìm Linh Nhi, theo sau là Lâm Nguyệt Như, cho dù phải bỏ mạng phải cứu được Linh Nhi trở về. Trong lúc đó xà yêu Linh Nhi đang khóc không chấp nhận được mình là rắn tinh, cô bắt đầu làm bị thương mình. Lâm Bảo Chủ sáng hôm sau trở về nghe được tin qua lời kể của Trọng Nguyên làm ông tức giận. Vì ông biết với thực lực của Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như đi đến hang ổ xà yêu chỉ tự tìm đường chết. Còn Tần Nguyên cũng xin đi cùng với đệ tử của Lâm Gia Bảo đến hang ổ yêu xà. Trong khi đó Tiêu Dao và Nguyệt Như vào hang ổ của xà yêu lại gặp Tần Nguyên mang thuốc giải áo giáp, đặc biệt là bản đồ hang động ẩn long. Tần Nguyên cũng muốn đi giúp nhưng bị Tiêu Dao và Nguyệt Như ngăn cản, sợ cậu sẽ bị thương khi giao chiến với xà yêu. Vì vậy cậu ở ngoài tiếp ứng khi có chuyện xảy ra, sau đó hai người đi vào sâu hơn trong hang động. Lâm Nguyệt Như không cẩn thận bị xà yêu bắt được, nhờ vào sự phối hợp của hai người xà yêu đã đầu hàng. Hai người hỏi về tung tích của Linh Nhi nhưng yêu xà lại không biết và không bắt được người nào như vậy cả. Nhớ lại con yêu xà hôm qua gặp, Lâm Nguyệt Như cho rằng không phải con xà yêu này mà là con khác thuộc thần tộc. Đúng lúc hai người không để ý, yêu xà phun độc và chạy thoát. Sáng hôm sau cô gái đi tìm Linh Châu đã thấy Linh Nhi trong trạng thái bất tỉnh nằm dưới đất. Đột nhiên có cương thi xuất hiện tấn công cô gái và Linh Nhi khiến cô bị cắn và ngất đi. Trong khi đó Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như tiếp tục đi kiếm con xà yêu kia, bất ngờ lại thấy cảnh rất nhiều cô gái trẻ bị nhốt ở đây. Nó bắt những cô gái trẻ để cho hồ yêu hút yêu khí tu luyện. Vì thế hai người đi tiếp vào sâu bên trong hang động, một bóng dáng bí ẩn hiện ra nguy hiểm đang đến gần hai người. Bằng những chiêu thức đơn giản, hồ yêu đã bắt được hai người và nói rằng Linh Nhi đã bị cô ăn thịt. Hai người kết hợp giết chết xà yêu phu quân của hồ yêu. Tiêu Dao dùng tuyệt chiêu nhất kiếm quy tiên giết được hồ yêu chín đuôi, khiến cho Lâm Nguyệt Như cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó Linh Nhi được những người không quen biết khiêng đi, nhóm Tiêu Dao tiếp tục đi tìm Linh Nhi. Lâm Nguyệt Như được cha cô đưa cho quyển võ công gia truyền của Lâm Gia Bảo, cô hứa với cha sẽ không để nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Linh Nhi tỉnh dậy đang ở hiệu thuốc Hàn Y Tiên, cô sợ họ phát hiện ra bèn hỏi nhưng y sư chỉ nói cô bị mất sức và hôn mê đi thôi. Còn cô gái bị cắn sợ rằng cả Hàn Y Tiên cũng không cứu được vì thi độc bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Lúc này nhóm Tiêu Dao dừng nghỉ chân, với võ mồm của Tiêu Dao Lâm Nguyệt Như tức giận bỏ đi. Chứng kiến cảnh rất nhiều thi yêu vây quanh nhưng đây chỉ là những người bình thường giả dạng thành thi yêu. Đúng lúc không để ý, nhóm Tiêu Dao bị đánh thuốc mê làm cho ngất đi. Linh Nhi đang trị thương cho cô gái cứu cô nhưng lại không có tác dụng, ngược lại cô lại bị cắn làm bị thương. Lúc này Hàn Y Tiên dùng kim làm hôn mê được cô gái kia. Hàn Y Tiên dùng kim chỉ để giảm thời gian độc tính thi độc nhưng không khỏi được tận gốc. Xung quanh núi Quỷ Âm, đám thi yêu xuất hiện đau thương bất nhập, độc tính bất xâm nhưng độc của chúng lại cực kỳ lợi hại, vô phương cứu chữa. Hàn Y Tiên dù có thử nhiều cách nhưng lại không tìm ra cách để chữa được, đành phải dùng kim phong bế lại các mạch.
Ông vô cùng ngạc nhiên khi vết cắn của Linh Nhi tự lành lại, cùng lúc đó vết cắn trên tay cô gái kia cũng được chữa khỏi nhờ máu của Linh Nhi. Trong khi đó, nhóm người Lâm Nguyệt Như bị bắt nhốt trong nhà gian của một trại nào đó. Khi tỉnh dậy không chần chừ giây nào, Lâm Nguyệt Như và Tiêu Dao lại lao vào đấu võ mồm. Cô thì bảo Tiêu Dao ngu muội mới bị lừa dẫn đến cả nhóm bị bắt, còn Tiêu Dao khịa lại cô không biết tình hình về nơi cô đang ở ra sao cũng bị lừa. Đúng lúc đó, Tiêu Dao và Trọng Nguyên phát hiện ra chìa khóa treo tường. Lâm Nguyệt Như dùng khí kiếm chỉ để lấy, nhưng điều kiện cách một canh giờ cô mới sử dụng đó chỉ là cách cô kiếm chuyện với Tiêu Dao. Chính vì vậy mà Tiêu Dao phải cúi mình nhận lỗi trước cô khiến cô vui ra mặt. Đời đâu được như mơ, gần lấy được chìa khóa lại bị người canh giữ lấy và đưa mọi người đi. Hàn Y Tiên ngạc nhiên vì độc trên người cô gái kia được giảm bớt và mong Linh Nhi giúp ông cứu một người. Vì để cứu lão Đại Bạch, Hà Trại đưa ra ý kiến muốn xung hỉ những trò diễn hài của ba người hết ho rồi lại ốm, nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu Dao đi. Trong khi đó, cô gái kia tỉnh lại thấy Hàn Y Tiên đang tìm cái gì đó, còn Tiêu Dao được đưa đến nơi ở của trại chủ. Hàn Y Tiên đột nhiên biến mất trước mặt cô gái làm cô gái tò mò không biết làm cách nào. Đúng lúc đó, Đường Ngọc xuất hiện. Cô lừa Đường Ngọc là Hàn Y Tiên đang giữ viên Linh Châu để cậu đi tìm giúp. Sáng hôm sau, Linh Nhi gặp lại Tiêu Diêu Ca trong trạng thái bất tỉnh, cô muốn dùng phép giải. Nhưng lại sợ dáng vẻ thật của cô khiến anh sợ hãi không dám đến gần. Tiêu Dao trong lúc bất tỉnh gọi tên Linh Nhi và lo lắng cho cô làm cô cảm động không biết mình nên làm thế nào. Cuối cùng Tiêu Dao tỉnh lại, cậu vui mừng ôm chầm lấy Linh Nhi hỏi han cô vì sao lại ở đây. Linh Nhi định nói cho Tiêu Dao biết tất cả, nhưng do Tiêu Dao là một người hiệp nghĩ trừ yêu diệt ác cho rằng không có yêu quái nào tốt. Vì vậy Linh Nhi sợ rằng nói ra sẽ khiến hắn hiểu lầm và không thích mình nữa. Hàn Y Tiên đưa Linh Nhi đi cứu Mộng Tử, con gái ông đã bị nhiễm thi độc. Tiêu Dao tìm lại dây buộc tóc cho Linh Nhi vì nó là món đồ vô cùng quan trọng đối với cô. Sau đó hai người rời đi. Gặp lại Hàn cô nương, trại chủ của Bạch Hà Trại, Tiêu Dao có một việc cần thỉnh cầu. Trong khi đó, người của Bạch Hà Trại đến kiểm tra tình hình trong lều trại chủ, vốn dĩ nhút nhát lại còn to mắt đã bị thuộc hạ mình dọa cho sợ mắt chữ O mồm chữ A. Không thấy đại đương gia, họ tưởng Tiêu Dao đã giết, vì thế chúng quay lại định đổ hết tội lỗi lên hai người Lâm Như Nguyệt với Tần Nguyên. Lễ tế cầu siêu cho hai người lập xong, đến giai đoạn chém đầu, những thanh niên mới lớn chưa giết người bao giờ luân phiên đùn đẩy không dám xuống tay. Còn Lâm Nguyệt Như khóc lóc mắng chửi Tiêu Dao không có tình người chạy trốn trước. Sau đó đến lượt Tam đương gia ra tay, vào tình thế nguy cấp Tiêu Dao ném đá cản mũi đao lao xuống nhanh như chớp mỗi tội hụt. Đại đương gia trở về những hiểu lầm với nhóm Lâm Nguyệt Như cũng từ đó được giải quyết. Những ánh mặt thèm thuồng chỉ đợi một tiếng dùng bữa của đại đương gia cất lên lao vào như thiêu thân giành đồ ăn. Họ thật là hiếu khách, làm cho cả nhóm Tiêu Dao ngơ người, khiến cho đại đương gia xấu hổ. Còn lúc này Tiêu Dao đang tính sổ chuyện xung hỉ với Tam đương gia Tần Nguyên thì lại có những suy nghĩ tối qua Tiêu Dao với Hàn cô nương. Linh Nhi muốn sáng mai trở về Nam Chiếu, vì vậy Tiêu Dao sẽ đi cùng cô. Lâm Nguyệt Như lại không chịu, cuộc chiến võ mồm lại diễn ra. Mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Linh Nhi muốn một mình trở về Nam Chiếu, không muốn để mọi người biết cô trong hình dạng xà yêu. Còn Tiêu Dao không biết gì, cứ cho rằng chuyện là lỗi cho chính cậu không thể bảo vệ được Linh Nhi chu toàn. Trong khi nhóm người Đường Ngọc đang đi tìm Linh Châu, phát hiện dưới lòng đất có chôn yêu thi. Hai người không để ý đã bị bao vây, tình thế cấp bách, hai người trốn sau vách đá đợi thi yêu đi hết mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lâm Nguyệt Như đang nói xấu sau lưng Tiêu Dao nhưng bị phát hiện. Cậu hỏi Lâm Nguyệt Như vì sao Linh Nhi đang vui vẻ lại trở nên nặng nề, tâm sự nặng trĩu nỗi lo âu. Chưa tâm sự được phút nào, hai người lại bắt đầu chiến đấu bằng mồm. Nguyệt Như giúp Tiêu Dao thăm dò xem Linh Nhi có tâm sự gì. Hai người tạm biệt nhau trước khi lên đường đi Nam Chiếu, tưởng là cảm động, ai dè cảm lạnh. Tiêu Dao nhìn ra ngoài thấy có một đám thi yêu đang tấn công vào doanh trại. Tất cả mọi người đều khẩn trương chuẩn bị chiến đấu với thi yêu, nào là bắn cung ném lửa, nhưng cũng không phải cách. Họ sẽ chống đỡ được đợt thi yêu này đến bình minh được hay không? Cuộc chiến của Bạch Hà Trại với đám thi yêu tiếp tục diễn ra, nhưng chỉ chống đỡ trong chốc lát để đợi trời sáng thi yêu rút lui. Linh Nhi thấy vậy làm phép những tia sét trên trời đánh xuống làm cho không còn đường chống trả. Nhóm Tiêu Dao quyết định ở lại để ngăn chặn đám thi yêu cùng Bạch Hà Trại. Trời đã lên cao, Ano đang say trong giấc nồng đến mức chảy cả nước miếng. Cô muốn làm sạch áo cho Đường Ngọc nhưng lại khiến anh tỉnh giấc, tất cả chỉ là do cơ thể không phải do cô muốn vậy. Hai người tiếp tục lên đường đi tìm Linh Châu. Đám người Tiêu Dao chứng kiến cảnh người dân lầm than thi yêu phá hoại làng bản, người thân mất đi gia đình. Linh Nhi đi theo giúp đỡ người bị thi yêu cắn, còn nhóm người Tiêu Dao về doanh trại giúp đỡ dân làng dựng lại nhà cửa. Công việc diễn ra trôi chảy, cùng lúc đó vì để cứu người dân, Linh Nhi không tiếc hy sinh bản thân tổn hại nguyên thần. Linh Nhi không biết vì sao máu mình có thể chữa khỏi độc của thi yêu, cô lo sợ mình là yêu quái không giống người bình thường. Hàn Y Tiên thấy cô lương thiện hiền lành nên việc cô là yêu quái hay người đều không quan trọng. Tiêu Dao biết Linh Nhi lấy máu để cứu chữa cho dân làng liền rất tức giận, hia bàn tay đầy những vết cắt. Tiêu Dao biết việc cứu người quan trọng nhưng cậu cũng lo lắng cho Linh Nhi, không biết cô sẽ dùng bao nhiêu linh lực và máu để cứu người. Buổi tối nhóm Đường Ngọc phát hiện Hàn Y Tiên đi vào sâu trong rừng liền đi theo,
Hàn Y Tiên mở ra mật đạo của một vị tướng quân một nơi đỏ như máu đang phong bế một cỗ quan tài. Ông dùng phép mở lắp quan tài ra hiện lê một vị tướng quân nằm trong đó. Hàn Y Tiên dùng ít máu của Linh Nhi sót lại trên chiếc khăn. Cuối cùng Quỷ Tiên Sinh cũng tỉnh lại, đó là một người bạn đã lâu của Hàn Y Tiên. Nhóm Đường Ngọc đến nơi liền giao chiến với Hàn Y Tiên để lấy Thổ Linh Châu. Chính vì thế phong ấn của Quỷ Tiên Sinh bị phá bỏ, sức mạnh tỏa ra khiến cho ba người bị văng ra. Hàn Y Tiên và Đường Ngọc tấn công Vương Thi Yêu nhưng không đủ làm nó chảy xước một chút nào. Đường Ngọc và Ano đều bị thương nặng. Thi Yêu Vương lúc này cũng thoát được ra ngoài, đang đi vào bản làng. Nhóm Tiêu Dao cố gắng chống đỡ giao chiến với Thi Vương khiến hắn cho kịp trở ra bay ra ngoài. Đúng lúc này Hàn Y Tiên đến, mọi người ngạc nhiên khi ông mang cỗ thi thể này đi. Chuyển cảnh đến nơi trú ẩn của Đường Ngọc với Ano sau khi giao chiến với Thi Vương. Ano bị bất tỉnh còn cậu bị trọng thương. Vì muốn tìm Linh Châu, Đường Ngọc không màng đến tính mạng, nhất quyết bảo thiếu chủ tìm Linh Châu trước. Sau một đêm chiến đấu, mọi người đều cảm thấy mỏi mệt, cảnh hoang tàn người chết như ngả dạ của doanh trại Bạch Hà. Mọi người cho rằng Hàn Y Tiên và thủ lĩnh Thi Yêu là cùng một ruột. Biết là không thể giấu được nữa, đại đương gia nói vì sao cha mình Hàn Y Tiên lại mang Thi Yêu kia đi. Người ở đây luôn đúng giả làm Thi Yêu để bảo vệ mộ của Quỷ tướng quân. Mọi người ở đây luôn ủng hộ đại đương gia vô điều kiện. Họ chia ra hành động thiết lập lại doanh trại và nghe nói có một ngôi chùa trên núi làm cho bọn Thi Yêu rất sợ. Vì vậy Tiêu Dao cùng với Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như đi chùa Ngọc Phật. Một lúc sau trụ trì cũng đến. Lý Tiêu Dao nhờ phương trượng xuống núi trừ hại cho dân, dẹp loạn Thi Yêu, nhưng trụ trì từ chối. Khi nghe những lời nói của Tiêu Dao, trụ trì muốn cậu xuất gia làm đệ tử của ông. Dù có từ chối như nào, trụ trì nhất quyết muốn giữ đám Tiêu Dao ở lại. Ông dùng phép đưa ba người vào trong giấc mơ. Lâm Nguyệt Như mơ thấy Lý Tiêu Dao vì mình mà lên đài chấp nhận tỷ võ kén rể. Còn Lý Tiêu Dao dẫn Linh Nhi về nhà làm lễ thành hôn, được mọi người trong nhà ủng hộ. Trong khi đó Linh Nhi lại mơ về cảnh Tiêu Dao và Nguyệt Như thấy bộ dạng yêu quái của mình, khiến cô tỉnh giấc phá được trận pháp của trụ trì. Nếu cô muốn phá được trận pháp sẽ phải dùng hết số linh lực của mình, không cẩn thận cô có thể biến thành hình dáng yêu quái khi tức lại. Ba người tỉnh lại, Linh Nhi lại sợ sẽ biến thành xà yêu, nhưng đó chỉ là lời giả tạo do trụ trì tạo ra. Thật ra trụ trì chỉ là một đứa trẻ không hề hại người, hóa thân từ Phật Châu trước bàn thờ Phật Tổ. Những suy nghĩ sai lệch, hiểu sai cách tu luyện về đạo Phật nên cậu đã bắt phải theo Phật đạo. Sau khi nghe Linh Nhi chỉ điểm, cậu nhất quyết nhận Linh Nhi làm sư phụ. Trên đường trở về, võ mồm của Lâm Nguyệt Như và Lý Tiêu Dao lại được thể hiện. Ngọc Phật Châu kể cho mọi người nghe về quá khứ của Quỷ Tướng và Hàn Y Tiên. Mặc dù mọi người đều than thở về số phận bi thảm của họ khi làm người quái vật, nhưng họ vẫn nhất quyết diệt trừ ma quỷ và bảo vệ con đường của mình. Triệu Linh Nhi ngất đi vì thiếu năng lượng. Sau khi tỉnh dậy, cô biết được mình có thai, nhưng không biết làm cách nào để nói với Tiêu Dao. Người đã mất trí nhớ nên đành phải im lặng chịu đựng. Dưới sự hướng dẫn của Ngọc Phật Châu, Tiêu Dao và những người khác đã tìm ra nơi ẩn náu của Quỷ Tướng. Linh Nhi sẵn sàng hợp tác với họ để thanh tẩy Quỷ Tướng. Cô hiến một giọt máu sạch ma khí của tướng quỷ, nhưng bỗng nhiên hang động rung chuyển. Hàng ngàn vạn oan hồn như được đánh thức khiến mọi người bị rơi vào bể máu. Thì ra thủ phạm của mọi chuyện chính là Xích Quỷ Vương, máu của Linh Nhi đã vô tình thức tỉnh được nó. Cả đám người lao vào tấn công hắn, nhưng linh lực của hắn quá mạnh nên không xi nhê gì. Tiêu Dao đã sử dụng côn trùng ăn thịt quỷ để khống chế Xích Quỷ Vương. Sau đó cầm kiếm nhảy lên chọc vào con mắt thứ ba của hắn khiến hắn nổ tung. Tiêu Dao nhặt con côn trùng ăn thịt quỷ lên nhưng nó lại chui thẳng vào người anh. Cùng lúc đó hang động sắp bị nhấn chìm bởi huyết trì nên mọi người đành thoát chạy. Nhưng Hàn Y Tiên nguyện hy sinh bản thân để ở đây trấn áp. Người bạn thân mạnh khắc trước đây đã dùng bản thân mình làm chuyện này, bây giờ đến lượt ông. Tưởng mọi chuyện đã dừng lại nhưng con sâu ăn thịt quỷ trong người Tiêu Dao lại làm trò khiến anh vô cùng đau đớn. Linh Nhi cố gắng dùng tinh lực của mình để đẩy nó ra ngoài, nhưng vì nó đã hút tinh hoa trăm triệu năm của Xích Quỷ Vương, bây giờ chỉ có thể luyện hóa hòa tan nó trong cơ thể Tiêu Dao để anh sử dụng. Nếu không e rằng Tiêu Dao sẽ chết vì đau đớn. Cuối cùng cũng thành công cứu chữa được người mình yêu, nhưng đồng thời cô cũng sử dụng cạn kiệt linh lực để lộ ra cái đuôi rắn của mình. Đúng lúc này Lâm Nguyệt Như bên ngoài gõ cửa khiến cô càng lo sợ. Cũng may cô kịp chui vào tủ quần áo để ẩn lấp. Sau khi cô ấy rời đi thì mới lẻn chui ra sau khu rừng để trốn chạy. Ngay lúc đó Alo và Đường Ngọc đang đi tìm Linh Châu, qua đó thì gặp được cô. Ano phát hiện ra sức mạnh nữ oa trên người Linh Nhi và an ủi cô, sau đó dùng viên thánh Linh Châu giúp cô có lại đôi chân như bình thường. Ano còn rủ Linh Nhi đi tìm 5 viên Linh Châu cùng với cô nữa. Ngày hôm sau Tiêu Dao tỉnh dậy thì thấy cơ thể vô cùng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mà không hề biết Linh Nhi đã dùng linh lực của mình truyền cho anh cả đêm. Linh Nhi tâm sự nỗi lo lắng của mình với Tiểu Thạch, cô không muốn bản thân và Tiêu Dao bị thế giới hiểu lầm như Hàn Y Tiên và Quỷ Tướng. Việc Linh Nhi mang thai cô cũng muốn nói cho Tiêu Dao biết, sợ sẽ là gánh nặng của anh ta. Trong bữa tiệc lửa trại, Ano đến gặp Linh Nhi để nói về chuyện Linh Châu, nhưng cô vẫn chưa đưa ra được quyết định của mình. Việc tìm kiếm hạt Linh Châu là rất nguy hiểm và cô cũng không muốn làm tổn thương người cô yêu nên đã một mình cùng Ano bắt đầu hành trình đi tìm Ngũ Linh Châu. Sáng hôm sau Linh Nhi chuẩn bị rời đi,
Lâm Nguyệt Như nhìn thấy chạy về báo cho Tiêu Dao nhưng đã muộn. Tiêu Dao đến nơi nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lâm Nguyệt Như nhanh trí bao cả con thuyền để có thể đến Dương Châu cùng Linh Nhi. Đám người Linh Nhi thành công đến Dương Châu. Ano và Linh Nhi đang vui đùa tham quan nơi này thì bị Đường Ngọc ngăn cản. Chơi ít thôi còn đi tìm Ngũ Linh Châu nữa, hai cô nương xinh đẹp ạ. Bỗng nhiên có tên cò mồi đến hỏi thăm và cho ba người một căn phòng giá rẻ. Ban đầu Đường Ngọc không đồng ý vì sợ bị lừa đảo nhưng Ano kiên quyết nên hắn phải nghe theo. Bên này Tiêu Dao cùng những người khác đến Tiêu Dao nhưng tìm tất cả các khu trọ vẫn không thấy Linh Nhi đâu. Đến tối mịt đã rất mỏi chân nên đành tìm một quán trọ để nghỉ ngơi và đút cho đầy cái bao tử. Đúng lúc này Chu Phú Thương cũng đến đây nghỉ ngơi nhưng do hết bàn nên đành xin ngồi chung cùng bàn của Tiêu Dao. Thì ra ông ta đến đây để tham gia giám định bảo vật quý hiếm, nghe nói có một viên ngọc quý là ứng cử viên vô địch. Tiêu Dao nghe vậy liền quyết tâm ngày mai sẽ đến đó, e chừng là Linh Nhi cũng ở đây. Sáng hôm sau ba người họ gặp rắc rối vì giá vé cao ngất, tuy nhiên Tiêu Dao đã đề xuất một kế hoạch cải trang, biểu ca sẽ đóng vai thiếu gia. Còn Tiêu Dao và Linh Nhi sẽ lần lượt đóng giả người hầu và người giúp việc. Tất cả đều có thể vào trong và tìm kiếm Linh Nhi. Còn bên này Đường Ngọc đã lén dùng trùng ảo giác thành công mê hoặc đám gác cửa để vào trong. Sau khi Linh Nhi và những người khác lục soát bảo bảo các, họ không tìm thấy dấu vết của hạt châu nào cả. Chỉ có quả cầu do thống đốc trên tầng 2 tặng là bị dính hạt châu nên Linh Nhi quyết định đến phủ thứ sử để kiểm tra. Cơ Tam Nương đã tạo ra sự hỗn loạn để đánh cắp quả cầu. Nhưng vì lính canh phát hiện ra vụ trộm không thành công nên đã lợi dụng sự hỗn loạn và trốn trong đám đông, buộc tóc và cải trang để đánh lừa lính canh. Thống đốc đến sau khi biết tin Chu Phú Thương phát hiện ra hồ lô của mình đã bị đánh cắp và xác định Tiêu Dao và ba người khác cải trang là nghi phạm nhiều nhất, thống đốc cử người phong tỏa địa điểm. Cuối cùng lại tìm thấy hồ lô ở một góc nên đành thả mọi người đi. Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như theo dấu tên nữ tặc đã cướp mất dây buộc tóc của Linh Nhi mong sẽ có thể tìm được manh mối. Không ngờ ả ta lại tới tàng bảo các, hai người bị ả ta đánh bẫy cuối cùng bị binh linh bắt được và giải đi. Đường Ngọc và Ano cũng tới đây để tìm lại dây buộc tóc cho Linh Nhi, vô tình chứng kiến được cảnh này. Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Nhi sau đó bị giải đến công đường để thẩm vấn và bị oánh sấp mặt luôn. Tiêu Dao anh hùng cứu mỹ nhân đã che cho người đẹp. Lâm Nguyệt Như đã bôi thuốc cho Tiêu Dao và rất đau lòng khi nhìn thấy lưng của Tiêu Dao đầy máu. Bên này Linh Nhi rất lo lắng khi biết Tiêu Dao đã bị bắt, nhưng cô không dám gặp Tiêu Dao. Trong lúc do dự, Tiêu Dao bị thương nặng và sốt rất cao khiến Nguyệt Như không thể ngủ ngon hỏi. Tiêu Dao nằm trong lòng cô nhưng luôn gọi tên Linh Nhi trong mơ hồ khiến cô vô cùng buồn bã. Lúc này Lưu Tấn Nguyên mới nghe được tin Lâm Nguyệt Như cùng Tiêu Dao bị bắt. Bốn người họ gặp được nhau và cùng tìm cách đi cứu người nhưng nhà lao vô cùng nghiêm ngặt khó mà cướp ngục được. Với lại nếu có cướp không thành công thì càng chứng minh hai người họ là phi tặc nên không thể mạo hiểm. Cách tốt nhất bây giờ là đi tìm đống báu vật để minh oan cho hai người họ. Lưu Tấn Nguyên dù gì cũng là trạng nguyên đương triều nên cố tìm thứ sử đại nhân để kéo dài thời gian. Linh Nhi, Ano và Đường Ngọc dùng Thánh Linh Châu để tìm tung tích viên ngọc bị đánh cắp nhưng lần này Thánh Linh Châu lại không thể tìm ra được vị trí của nó. Lưu Tấn Nguyên dùng chức danh Bạch Đinh Sơ Nhân để đến mua trục trưởng sử với mong muốn có thể gặp và nói chuyện với Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như. Đại nhân đồng ý chỉ thả một mệnh Lý Tiêu Dao ra ngoài để cùng tìm báu vật, còn Lâm Nguyệt Như phải ở lại nhà lao để làm con tin. Cùng lúc đó, tên cò mồi ban đầu bị ba người bắt lại và bị dọa cho một trận. Hắn cho biết có một người chắc chắn có thể giúp tìm kho báu đó chính là Cẩm Bát Gia. Hắn là một người kỳ lạ nhất Dương Châu, có tận 4 con mắt, 6 cái tai nghe, nói có thể nhìn ngắm nghe ngóng 4 phương 8 hướng, nhất định sẽ tìm được bảo vật. Bên này Lưu Tấn Nguyên và Tiêu Dao cũng trở về căn trọ của nữ tử nhưng ả đã nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiêu Dao đuổi theo nhưng để mất dấu nhưng ả đã để lại mùi hương trên áo anh. Lưu Tấn Nguyên nhanh chóng ghi nhớ lại mùi này. Bên này đám người Linh Nhi thành công tìm được Cẩm Bát Gia. Sau đó dùng Lôi Hỏa Châu để đổi lấy tin tức của viên Linh Châu bị mất. Cẩm Bát Gia sinh ra đã có cái đuôi chuột, mẹ ông sợ hãi nên đã bỏ rơi ông ở một ngôi miếu tồi tàn hoang dã, nhưng ông may mắn được đám chuột cứu và được làm bạn với chuột. Có thể hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng, lời nói và số phận của ông làm Linh Nhi cảm thấy đồng cảm. Ông mặc dù là người đàn ông xấu xí nhất thế gian nhưng lại sở hữu một cơ quan tình báo cao cấp dựa vào những con chuột. Cùng lúc đó, Tiêu Dao bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình đã thành công bắt được tên trộm tối qua bị anh đánh trọng thương. Sau một hồi tra hỏi thì cô ta cũng chịu nhận tội, nhưng hung thủ ăn cắp viên Linh Châu lại là một người khác mà ả không thể nói ra. Nếu tiết lộ thì ả sẽ không thể làm nghề buôn nghệ bán thân này được nữa. Lưu Tấn Nguyên hứa sẽ trục cô ra ngay trong ngày và cho cô một khoản tiền thêm nữa nếu cô nói ra sự thật. Còn về phía Linh Nhi, sau khi Cẩm Bát ra nói chuyện với một con chuột thì biết được góc Đông Thành có một ngôi nhà dân bỏ hoang, trong đó có một cái giếng khô thông tới đường hầm ngầm. Đi theo đó tới một mật thất thì sẽ tìm được ra viên Linh Châu. Tiêu Dao và Lưu Tấn Nguyên cũng thành công mua chuộc oanh oanh và tìm ra được căn nhà mà nữ tặc kia thường hay lui tới, nhưng chiếc giếng đã sớm bị lấp đi. Ba người đi theo con chuột tới nơi, sau đó nhảy xuống một cái giếng khác.
Đường Ngọc lập tức nhận ra con đường phía trước có bẫy. Anh vung tay ném ra hai viên đã khiến vô số mũi tên bắt loạn xạ, thành công phá được bẫy. Ba người tiếp tục đi vào trong thì sớm đã có một người phụ nữ bịt mặt mai phục sẵn, phân thân ra làm ba oánh cả ba người cùng một lúc. Đường Ngọc thấy thế quyết định ở lại để giữ chân ả, còn hai người tiếp tục bước vào một căn phòng khác. Bên trên Tiêu Dao cũng tìm thấy một cái giếng có thể thông vào mật đạo. Anh bảo Lưu Tấn Nguyên về gọi cứu trợ, sau đó nhảy xuống dưới. Ano cầm viên Thánh Linh Châu để cảm nhận vị trí của viên Linh Châu trong chiếc hộp nhưng mở ra lại chẳng thấy đâu. Cô vô cùng nản chí ngồi bệt xuống cái ghế thì bỗng dưng một chiếc cửa khác lại mở ra nhưng đứng lên nó lại sập xuống. Ano quyết định ngồi giữ cửa để cho Linh Nhi vào trong. Tiêu Dao cuối cùng đã tìm được nữ đạo tặc ả nhân lúc Tiêu Dao không để ý mà đấm mồm anh liên tục. Đúng lúc Linh Nhi cũng đến được đây và đỡ cho Tiêu Dao một vả. Ả ta thấy có người đến giúp liền chạy trốn nhưng vừa chui lên khỏi giếng thì bị người của quan phủ xích như cún con. Bên dưới cuối cùng Tiêu Dao cũng gặp được Linh Nhi, anh ôm chặt cô vào lòng sau đó trả chiếc dây buộc tóc cho cô. Tiêu Dao và Linh Nhi nhanh chóng vào sâu bên trong để tìm ra viên ngọc quý bị mất của thứ sử, thì viên ngọc này biến thành phượng hoàng cánh vàng. Nó bỗng trở về hình dạng con người thì Tiêu Dao sợ hãi tưởng là yêu tinh. Nó tức giận vì người phàm nhìn thấy mình còn phải quỳ xuống mà hắn ta dám nói mình là yêu tinh. Phượng Hoàng nói cứ 500 năm hoặc khi bị thương nặng sẽ niết bàn sống lại để biến thành quả trứng ngủ đông. Khi có linh khí rót vào sẽ nở ra và sống lại. Do cảm ứng bẩm sinh được di truyền nên nó cảm nhận được Linh Nhi chính là chủ nhân của mình. Nói rồi nó biến thành một vật vàng để cô dễ mang theo bên người. Nguyệt Như được thả ra vì sự cố hiểu lầm thì tức giận ra mặt. Cô thấy Tiêu Dao và Linh Nhi đang phát cơm chó thì thấy hơi chạnh lòng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ chạy tới chỗ bọn họ. Cô trách tại Tiêu Dao bắt nữ phi tặc muộn làm cô phải khốn khổ ở trong nhà lao thì anh kiểu ủa làm ơn còn mắc oán. Thống đốc Dương Châu thẩm vấn nữ phi tặc thì cô ta không hợp tác và không thừa nhận hành động mình làm. Cô cho rằng đám quan sai không cần tiền mà đem chôn xuống đất thì cô chỉ lấy lên để phân phát cho người nghèo thì có gì sai. Bạch Đinh Sơn Nhân yêu cầu ông điều tra vụ tàng bảo các bị mất cắp đi chứ chuyện vật vãnh này tra hỏi làm gì. Ông nói ai cũng biết rồi nên không cần tra khảo, thì cô nói ủa mình đã khai sự thật đâu mà biết đúng sai. Cô nói mình biết viên ngọc quý của ông ở đâu thì ông bắt cô khai ra sự thật. Nữ phi tặc hỏi ông tại sao chỉ quan tâm tới ngọc quý của mình còn của người khác thì không kê vậy. Ông ta trả lời không được liền nói mình đã sai người tới hang ổ của cô để lấy hết đồ về rồi, thì cô kiểu ok để tôi chống mắt chờ xem ông mang về kiểu gì. Ông ta chất vấn không nổi liền định đưa cô ta vào tạm giam. Thế nhưng có một đội đến báo đã kiểm kê tang vật của nữ phi tặc nhưng khi người hiến bảo vật đến nhận thì họ nói đó không phải là bảo vật của họ. Ông giận tím người cho rằng cô ta có đồng bọn thì nữ phi tặc cho rằng ông xử láo. Trạng Nguyên cũng thấy ông xử án méo chuyên nghiệp liền dạy ông các bước điều tra và nghi ngờ ông sốt sắng như vậy chắc chắn có ẩn tình gì đó. Anh yêu cầu ông phải tra hỏi cô ta thì cô bắt đầu tố ông ta muốn nuốt trọn khoản tiền quyên góp. Ông ta khoe mình có ngọc quý để lùa gà những anh em có bảo vật quý hiếm hơn đến Flex rồi tìm cách chiếm đoạt rồi đổ tội cho cô. Ông ta sợ lộ hết liền bắt lôi cô ta vào nhà giam thì đội này ngăn lại vì nữ phi tặc chưa nói hết mà. Nói rồi cô vạch trần sự tham lam quỷ quyệt của ông ta thì Trạng Nguyên bỗng nói cô trộm thì cô có tội. Anh yêu cầu ông mau tuyên phán đi thì Tiêu Dao cũng hiểu ra ý đồ của anh liền hùa theo. Ông ta cho cô vào trại giam để báo lên triều đình chờ ngày xử tử. Sau khi xong xuôi ông hí hửng cảm ơn hai người đã tinh quan tương thông với mình rồi mời bọn họ ngày mai ăn nhậu ở phủ. Trở về phòng Tiêu Dao lúng túng tặng Linh Nhi hộp son mà ban nãy mình đã mua ở tiệm. Cô xúc động ôm chầm lấy anh và bày tỏ sự yêu thích món quà này. Nguyệt Như tức giận biểu ca vì cho rằng anh không biết phân biệt phải trái nối giáo cho giặc. Cô bắt anh phải khai sự thật ra thì cô mới biết mọi chuyện là như vậy. Thống đốc Dương Châu vội vàng đi vào kho kiểm tra thì thấy Nguyệt Như và Sơn Nhân đang ở đây kiểm hàng thì ông ta vô cùng rén. Tiêu Dao ở trong mật thất đi ra hỏi mọi người không kiểm kê ở trong kia à? Tôi thấy nhiều lắm á, thì ông ta bắt đầu sợ hãi nói năng ấp úng. Thấy kho cứu trợ này to quá mọi người báo cho dân làng mau tới nhận hàng khiến ông ta buộc phải phân phát viện trợ. Sơn Nhân nói nhỏ bảo ông nên đứng ra chủ trì để còn được tiếng thơm thì ông ta cũng dõng dạc tuyên bố như chị tiên lũ vậy á. Mọi người trong dân làng vui như Tết vì đã được xóa đói giảm nghèo. Phía anh em Tiêu Dao thấy người dân được ấm no cũng thấy ấm lòng vì đã hành hiệp trượng nghĩa làm việc tốt. Đến tối Phượng Hoàng lửa bay lượn trên bầu trời mở màn với hàng loạt pháo hoa đẹp mắt khiến người xem vô cùng thích thú. Sau khi ngắm pháo hoa xong bọn họ liền thả hoa đăng rồi ước một điều ước. Nguyệt Như cứ ghen tị với đôi của Tiêu Dao rồi khó chịu với biểu ca của mình. Cô buồn bã uống rượu mặc kệ Sơn Nhân ngăn cản. Anh đành uống với cô đến mức phải dìu về nhà. Trên đường đi, cô thấy có tên trộm chạy qua liền đuổi theo đánh hắn ta sấp mặt. Cô vừa đánh vừa hỏi mình có xinh không sao mà không ai chịu thích mình. Tên trộm này sợ hãi nói mình thích cô thì cô kiểu đừng thích tôi. Cô cứ vừa đánh vừa hỏi đến khi Tiêu Dao ngăn lại thì cô vùng vằng mãi mới chịu về nhà. Ano đang ngồi ăn thì thấy tên áo choàng đỏ này đi qua thì cô thấy hắn ta quen quen mà không nhớ ra là ai.
Linh Nhi trở về phòng thì thấy người này đã chờ mình sẵn ở trong phòng, liền cúi đầu bái kiến công chúa điện hạ. Cô nhận ra ông chính là Thạch trưởng lão rồi biết tin cô phải trở về Nam Chiếu vì giờ đại vương rất mong cô. Ông cũng đã điều tra ra được năm đó Vu Hậu nương nương lấy thân trấn áp thủy ma thú và hóa thành một bức tượng đá. Ông muốn đưa cô tới đó xem thử và hy vọng cô chính là người có thể cứu sống được bà ấy. Cô do dự suy nghĩ rồi nói sẽ trả lời ông sau. Ano ngỏ ý muốn làm bạn thân với Đường Ngọc khiến anh khá lúng túng. Hai người họ phát hiện ra người áo đỏ lúc nãy bước từ phòng của Linh Nhi ra lại còn kính cẩn cúi chào khiến bọn họ khá tò mò. Đợi khi ông ta rời đi thì Ano mới dám vào hỏi chuyện Linh Nhi tỉ tỉ thì cô kể chuyện ban nãy ra. Ano khuyên cô nên cẩn thận vì giờ không biết được ông ta đang theo phe nào vì 10 năm đã chưa gặp lại rồi. Cô và Ngọc Đường ngỏ ý muốn đi cùng để bảo vệ thì Linh Nhi đồng ý. Cô kể với Tiêu Dao thì anh lo lắng lỡ là bẫy thì sao, vì đó là manh mối duy nhất nên cô chấp nhận mạo hiểm để đi đến đó. Anh liền đồng ý hộ tống cô đi thì cô rất vui mừng rồi anh ôm chầm lấy cô. Ngày hôm sau Thạch trưởng lão thấy tên này đi từ trong phòng của công chúa đi ra. Ông ta liền gặng hỏi thì biết cha của anh ta chính là Lý Tam Tư. Ông không đồng ý cho anh ta đi cùng vì cha mẹ của cậu ta chính là tội nhân của Nam Chiếu. Năm xưa mẹ của Tiêu Dao lẻn vào vương cung Nam Chiếu trộm thủy linh châu của Vu Hậu nương nương. Vì thế mới khiến Vu Hậu không thể trấn áp thủy ma thú gây ra lũ lụt. Cô không tin chuyện này là sự thật thì ông càng quả quyết không cho Tiêu Dao đi cùng. Tiêu Dao đến gọi Linh Nhi đi chơi thì cô kéo anh ra ngoài nói chuyện riêng. Anh mua dây ngũ sắc cho cô để có thể xua đuổi được tà ma và luôn được bình an. Cô bật khóc khi xem vở kịch Bạch Xà chuyện mà anh tự diễn. Anh ôm chầm lấy cô tỏ tình thì cô cũng ôm chặt lấy anh thì Nguyệt Nhi chấp nhận từ bỏ yêu đơn phương Tiêu Dao. Thạch trưởng lão đi đến yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Tiêu Dao rồi chỉ trích cha mẹ của anh là kẻ tội đồ. Anh nói cô đừng có tin ông ta bịa đặt thì ông nói người ở Nam Chiếu ai chả biết vụ này nên chối vô ích. Tiêu Dao buồn bã thất vọng đi như kẻ mất hồn ở trên đường. Anh nhớ ra nữ đạo tặc kia đã nhắc đến cha mẹ mình liền chạy tới nhà lao tìm cô ta. Anh quỳ xuống xin cô hãy nói cho mình biết sự thật thì cô ta liền kể thật. Năm đó cha mẹ anh ăn trộm thủy linh châu nhưng bị Vu Hậu phát hiện và truy đuổi đến cùng. Bọn họ trúng độc vô ảnh của Vu Hậu rồi chết trong đau đớn. Anh không thể tin nổi sự thật nghiệt ngã rằng mình đã yêu con gái của kẻ thù. Linh Nhi chờ mãi không thấy Tiêu Dao về còn Thạch trưởng lão thúc giục cô mau nghỉ ngơi để mai lên đường khởi hành. Anh uống rượu say xỉn ở quán đến sáng hôm sau. Tỉnh rượu anh chạy tới phòng của Linh Nhi thì cô đã lên đường từ sáng sớm. Anh thất vọng liền tới quán rượu uống tiếp rồi làm loạn ở quán rượu. Sơ Nhân và Nguyệt Như tới nhẹ nhàng bảo ban anh có chuyện gì về cùng nhau giải quyết thì anh nói méo ai giải quyết nổi đâu. Hai người dìu Tiêu Dao về nhưng anh cứ làm nhảm khiến Nguyệt Như bực mình ném anh xuống ao cho tỉnh. Quả nhiên anh đã tỉnh lại và nhận thức được rằng mình không nên trốn tránh thêm nữa. Linh Nhi nhận ra các lính canh trên thuyền nằm ngất hết trên cành quất thì thấy Ano và Đường Ngọc lên thuyền từ bao giờ không biết. Chưa kịp vui mừng thì Thạch trưởng lão lấy cây gậy vạn trùng thực thiên của Ano rồi mỉa mai thánh cô Vu Nguyệt giáo quá gà. Nói rồi ông ta nhốt cả hai vào trong kho rồi hứa với công chúa chỉ cần bọn họ không gây chuyện là ông sẽ bỏ qua cho. Tiêu Dao định tách Nguyệt Như và Sơn Nhân ra để tìm Linh Nhi thì không biết vị trí Đầm Vân Mộng ở chỗ nào. Sơn Nhân nói mình có người quen ở kinh thành biết khu đó nên sẽ dễ tìm hơn thì anh đành phải nghe theo. Thấy Tiêu Dao không nói nỗi lòng của mình ra thì Nguyệt Như nhẹ nhàng nhắc lại lúc bọn họ vào sinh ra tử giúp đỡ nhau như nào. Sau khi biết câu chuyện Nguyệt Như khuyên anh nên đi điều tra kỹ sự thật vì nhiều khi mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Trên đường đi tới kinh thành Sơn Nhân thấy một con bươm bướm mắc vào lưới nhện liền cẩn thận gỡ ra nhưng lại không may bị nhện cắn. Ngồi ăn bánh bao Sơn Nhân cứ cảm thấy nhức nhức tay nhưng vẫn cho là chỉ bị cắn thông thường. Kinh thành nhộn nhịp đông đúc nhưng Tiêu Dao đã tia được tên trộm liền dùng phi long thám vân thủ lấy lại số tiền trả cho người ăn mày này. Nhưng cậu lại thấy trên tay ông ta giống như bị trúng độc. Bọn họ trở về phủ thì Tiêu Dao thấy cấn cấn liền quay lại đó tìm lão ăn mày kia. Nguyệt Như đi theo Tiêu Dao để tìm giúp vì cô sợ anh bị lạc trong kinh thành rộng lớn này. Cả hai chia nhau ra tìm thì cô đi tới một khu ổ chuột để tìm người đó nhưng lại bị đám người đê hèn này bao vây. Mặc dù Nguyệt Như rất giỏi võ thuật nhưng cô đã bị trúng độc và cơ thể bỗng mất sức rồi ngất đi. Có một cậu nhóc đã nhìn thấy liền mang vật này tới báo tin để bọn họ cứu người. Tiêu Dao và Sơn Nhân đã kịp thời đến giải cứu Nguyệt Như và nhìn thấy lão bá này cũng ở đây. Tiêu Dao cảm thấy có lỗi vì tại mình mà cô ấy suýt bị làm nhục. Sơn Nhân không trách mà bảo cậu ra ngoài gặp vị tiền bối kia đi. Tiêu Dao biết được người này là Hoàng Phủ Anh vì ông chính là người bạn chí cốt của cha mình mà thím hay nhắc tới. Ông còn được mệnh danh là thần ưng tay sắt nhưng giờ đây ông cảm thấy xấu hổ rồi quỳ xuống nói chính ông đã hại chết cha mẹ cậu. Năm xưa cha mẹ cậu đã đến Vương Cung Nam Chiếu để cứu ông. Năm ấy vì hiếu thắng để cha mẹ cậu bại trận dưới tay mình nên ông đã dùng đoạn trường thảo để hạ độc chính mình. Ai ngờ độc lại xâm nhập vào phủ tạng khiến tình hình nguy cấp và chỉ có gan độc long mới giải được. Cha mẹ cậu đã bỏ qua hiềm khích cũ để tìm thuốc giải để cứu cả ông ra. Không ngờ bọn họ lại trúng độc vô ảnh mà chết.
Ông nói chính Vu Hậu đã tặng cho cha mẹ cậu gan độc long để giúp mình trị độc nên không có chuyện bà ấy hại cha mẹ cậu. Còn người hại chết cha mẹ cậu thì ông cũng không nắm rõ và vẫn đi điều tra từ ngày đó tới giờ. Phía Linh Nhi đi đến khu rừng nọ để nghỉ chân thì Ano và Đường Ngọc đi tìm đồ ăn. Cô thì tháo chiếc vòng ngũ sắc ra để nó ở lại khu rừng rồi tiếp tục đi tiếp. Sơ Nhân biết chuyện tình cảm của anh và Linh Nhi đang bị hiểu lầm thì liền an ủi anh phải tin tưởng vào tình yêu của mình. Tiêu Dao nằm mơ thấy ác mộng liền tức tốc đi trong đêm. Sơ Nhân bỗng đổ bệnh thì đại phu gọi mẹ anh ra nói chuyện riêng. Anh tỉnh dậy liền bảo Nguyệt Như đưa mình đến một nơi. Sơ Nhân tặng cô hai con ngựa này và cầm bản đồ đầm Vân Mộng đi giúp Tiêu Dao. Trước khi đi anh tặng cho cô một miếng ngọc bội thì cô hứa sau khi tìm được Linh Nhi chắc chắn cô sẽ quay về. Đến lúc cô đi xa thì anh ho ra máu mong kiếp này vẫn gặp lại cô. Nguyệt Như đuổi kịp Tiêu Dao thì anh bắt buộc phải đưa cô đi cùng. Bọn họ đi được một đoạn dừng chân tại quán nước thì gặp ông thần này năm xưa khiến Nguyệt Như phải ngồi tù lại còn suýt bị tên thứ sử kia hại chết. Ông nói mình nhìn thấy một cô nương đi tới thành Dương Châu thì anh xác nhận đó là Linh Nhi. Ông muốn hai người cho mình đi cùng tới Cáp Mô Cốc thì Nguyệt Như khẻ nếu ông lừa đảo thì coi chừng mạng ông ý. Sợ đi ngựa sẽ nguy hiểm nên bọn họ quyết định đi bộ tới đó thì ông ta quỳ xuống van xin hai người. Ra là trong rừng này có cóc tinh nên ông muốn đẩy hai người nộp mạng cho nó để mình đi lấy thuốc cho đứa con bị bệnh. Đi thêm một đoạn thì thấy có một xác chết của một thư sinh ở dưới vực. Đi sâu vào trong rừng thì cả hai nhận ra ông mập kia mất hút từ lúc nào không biết. Bọn họ quay lại thì thấy ông ta trúng độc cóc tinh thì bọn họ thấy khá áy náy. Đi tới một hang động thì thấy một cô nương đang khóc than ở trong động. Ra ả chính là quỷ mẫu Kim Thiềm có võ công cao cường. Cả hai hợp sức lại đánh nhau với nó thì Nguyệt Như trúng độc liền ngất đi. Nó đánh không lại Tiêu Dao liền bắt cóc Nguyệt Như vào hang ổ của ả ta. Một nửa khuôn mặt của bà đã bị biến dạng rồi khóc than vì phụ tình. Ả ta bắt Nguyệt Như uống ngũ độc châu để nhìn thấu được trái tim bội bạc của kẻ nam nhân. Tiêu Dao nhặt được ngọc bội liền chạy vào trong cứu cô thì cô vội vàng che mặt lại. Anh ôm chặt lấy cô để trấn an rồi hứa sẽ tìm thuốc giải cho cô. Thấy Nguyệt Như bị trúng độc nặng anh liền vội vã đi tìm thuốc giải cho cô. Đúng lúc này quỷ mẫu Kim Thiềm đi đến mắng chửi anh là kẻ phụ tình rồi không ngừng gào thét gọi tên tướng công. Ả ta điên cuồng định giết Tiêu Dao nhưng bị anh hành cho sấp mặt. Anh lấy được chiếc gương của ả ta thì thấy trên đó vẽ ả và người tình trên đó. Kim Thiềm hứa sẽ giao thuốc giải với điều kiện trả lại cho cô ta chiếc gương. Cô trách nam nhân yêu mình vì nhan sắc. Đến khi cô bị như này thì liền bỏ cô đi cưới nữ nhân khác. Thấy cô ta điên vì tình thì anh liền trả gương cho ả ta để đỡ rứt cái đầu. Ả ta đổi mặt nói lát nữa Nguyệt Như sẽ bị ngấm độc vào lục phủ ngũ tạng rồi chết trong đau đớn. Sau khi bị dọa giết thì ả khai đoạn trường thảo sẽ giải được độc ngũ châu. Nhưng để lấy được nó thì phải nhanh chóng đưa nó tới chỗ độc ngũ châu bằng không anh sẽ đăng xuất trước cô ta. Ả ta thấy Tiêu Dao quyết tâm đi tìm thuốc giải không màng nguy hiểm thì ả không tin nổi trên thế giới này vẫn còn nam nhân trung tình. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, ả ta định giết Tiêu Dao thì bị anh cho đăng xuất ngay tại chỗ. Anh nhanh chóng tới khe núi thì tìm ra được đoạn trường thảo. Vì cứu Nguyệt Như mà không màng tính mạng để tận tay hái nó ra. Anh kịp lết tới chỗ của Nguyệt Như để giải độc rồi ngất đi. Bỗng anh tỉnh lại thì Nguyệt Như ngại ngùng nói cảm ơn anh rồi cả hai lên đường đi tìm Linh Nhi. Thạch trưởng lão dẫn công chúa đi tới đầm Vân Mộng nhưng nơi đây lại biến thành hoang mạc. Ông cho rằng nó liên quan tới tượng của Vu Hậu nương nương. Càng đi thì bão cát càng to, thạch trưởng lão bảo mọi người đi thay trang phục con buôn để tránh bị lộ thân phận. Cái La Kiều là trưởng quầy ở khu này, nhìn thoáng qua cô đã biết bọn họ là người quen cũ. Cái La Kiều đích thân đi tới mời chào rượu thì ông nói ngày mai bọn họ lên đường sớm nên không uống rượu. Cô hỏi tên cô gái này thì ông nói đây là Thạch Tú Nhi cháu gái mình. Cái La Kiều cho rằng người này rất giống với người quen cũ thì ông nói thế giới này có nhiều người giống nhau nên cảm giác thân quen là chuyện thường. Tiêu Dao và Nguyệt Như lảo đảo đi qua hoang mạc thì anh lấy dây buộc tay cả hai lại sợ cô bị gió thổi bay mất. Cái La Kiều đoán chắc người này chính là công chúa và họ đến đây vì tượng của Vu Hậu nương nương. Cô lo lắng công chúa đang bị lợi dụng hoặc lừa gạt liền bày kế để giải cứu công chúa. Đến đêm bọn họ định chuồn thì bị người của trưởng quầy bao vây. Cô vạch trần sự dối trá của thạch trưởng lão và tự xưng mình là cái La Kiều Vu Nguyệt thần giáo. Ano nhận ra sư tỷ thì cả hai tay bắt mặt mừng vì nghe danh đã lâu nay mới gặp. Công chúa yêu cầu cái La Kiều kể về sự thật 10 năm trước ở Nam Chiếu. La Kiều cho rằng chuyện thủy ma thú xuất hiện chắc chắn có liên quan tới Bái Nguyệt. Hắn ta vu oan cho Vu Hậu nương nương là xà yêu mà thủy ma thú lại xuất hiện đúng lúc này khiến dân chúng vô cùng sợ hãi. Mà chỉ có tộc nữ oa mới phong ấn được nó nên Vu Hậu nương nương buộc phải hiện hình để cứu chúng sinh thiên hạ. Cô liền hỏi chuyện phu thê Lý Tam Tư thì La Kiều cho rằng Bái Nguyệt gây ra thảm họa thì đúng hơn. Cô nói ý kẻ trong triều đình Nam Chiếu thấy vậy vẫn nhắm mắt làm ngơ khiến ông ta vô cùng nhột. Biết ông muốn đưa công chúa về triều thì La Kiều không đồng ý vì cho rằng ông đang muốn đẩy cô vào vết xe đổ năm xưa của Vu Hậu. Hai người cãi nhau to thì công chúa đòi tìm hiểu rõ tượng đá của mẹ mình rồi sẽ quyết định mọi việc.
Cái tướng quân cho biết 10 năm trước cô và Nam Minh Vương đi tìm tung tích của Triệu Linh Nhi thì nghe được tượng đá của mẹ cô xuất hiện ở Vân Mộng. Khi tìm đến biết rằng nó đúng là sự thật nên đã quyết định ở lại đây. Sau khi hệ thống sông Vân Mộng biến mất, xung quanh tượng đá của bà đã xuất hiện kết giới mà ngoài Linh Nhi ra thì chẳng ai có thể đến gần. Nghe đồn mọi người nói rằng có thể cứu được mẹ của Linh Nhi sống lại nên cô đã cầu xin cái tướng quân giúp mình một lần. Cái tướng quân thấy vậy thì cũng chỉ có thể đồng ý sáng mai dẫn mọi người đi. Ở bên ngoài, Lâm Nguyệt Như và Lý Tiêu Giao cũng tìm đến xin tá túc một đêm. Sau khi vào trong, Lý Tiêu Giao thăm dò chủ tiệm về thông tin của đám người Linh Nhi nhưng ông đã nói dối rằng mình không biết. Linh Nhi thấy vậy liền muốn ra gặp Tiêu Giao nhưng anh không thể đến Nam Chiếu. Cái tướng quân cho biết chỉ có mẹ của Linh Nhi mới có Độc Vô Ảnh nhưng cô không tin bà là người đã sát hại vợ chồng Lý Tam Tư. Bây giờ vẫn có rất nhiều người căm hận Lý Tam Tư mà Tiêu Giao lại là con của họ, nếu để anh đến Nam Chiếu thì sẽ rất nguy hiểm. Cái tướng quân thấy vậy thì cũng đã sớm lo liệu cho chuyện này, khiến hai người kia sau khi ăn mì thì ngất lịm. Vì không kìm được sự nhớ nhung mà Linh Nhi đã tìm đến phòng của Tiêu Giao thì đúng lúc này anh cũng tỉnh lại. Linh Nhi không muốn Tiêu Giao đi tới Nam Chiếu vì có rất nhiều người căm ghét cha mẹ anh, nhưng anh lại muốn rửa tiếng thơm cho hai người họ. Tiêu Giao chỉ muốn được ở bên cạnh Linh Nhi để cả hai có thể cùng nhau đối mặt với tất cả mà ôm lấy cô. Bên này, Đường Ngọc cũng đến tìm giáo chủ về chuyện trà trộn vào Vu Nguyệt Giáo. Anh muốn biết ngày mai đám người Tiêu Giao sẽ đến Nam Chiếu liệu rằng có gặp nguy hiểm vì bọn họ là người tốt. Nhưng ông ta cho biết sẽ chẳng ai có thể ngăn cả được ông ta thống trị thiên hạ. Hành động của Đường Ngọc đã bị Thạch Lão Đầu nghi ngờ, nhưng may mắn cho anh đã có Ano đứng ra giải vây. Đường Ngọc nói những lời vu vơ nhắc nhở Ano ngày mai hãy cẩn thận, khiến cô không hiểu gì. Ano chỉ muốn ngày ngày được ở bên cạnh Đường Ngọc khiến anh cảm thấy có lỗi. Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt Như khi tỉnh dậy nhìn thấy Linh Nhi thì lo lắng không muốn cô rời xa bọn họ. Sau đó đám người họ cùng nhau đi xuống hầm nơi cất giấu tượng đá của mẹ Linh Nhi. Mọi người cho rằng kết giới nơi đây được tạo bởi thần thức của mẹ cô nên chỉ có Linh Nhi mới có thể đi vào. Không ngoài dự đoán thì Linh Nhi cũng có thể dễ dàng bước vào bên trong. Nhìn thấy tượng đá của bà, Linh Nhi đã rơi nước mắt nhưng không biết làm thế nào mới có thể cứu bà sống lại. Linh Nhi cũng đã dùng thử phép thuật của mình vào tượng đá nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Cho đến khi nước mắt của cô rơi xuống, một luồng ánh sáng đã tỏa ra trên trán của tượng đá thì cảnh tự nhiên chuyển sang Bái Nguyệt giáo chủ. Đám người họ đã tìm đến quán trọ nhưng lại chẳng thấy ai ở đây. Trong tiềm thức, Linh Nhi đã gặp lại mẹ của mình khiến cô vô cùng vui mừng. Bà cho biết mình sẽ không thể sống lại mà phải trở về với vòng tay của nữ oa. Vua hậu dặn dò Linh Nhi phải bảo vệ bách tính vì đó chính là trách nhiệm hậu duệ nữ oa rồi tan biến trong vòng tay của cô. Sau đó thì đám người Tiêu Giao cũng có thể vào được bên trong. Linh Nhi cho biết tượng đá chính là thần thức của vua hậu nhưng giờ đây bà đã không còn nữa. Ở bên ngoài, Đường Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của Ano thì cũng nhận ra cô chính là cô bé năm xưa đã cứu mình. Anh muốn cô ngân nga lại giai điệu ngày ấy thì xác nhận mình không hề nhầm lẫn mà vội ôm lấy cô. Bây giờ thì Ano cũng muốn vào trong cùng mọi người nhưng Đường Ngọc lại muốn cả hai rời đi vì Bái Nguyệt đã đến. Sau một hồi đắn đo, Đường Ngọc nói Ano hãy vào trong bảo vệ Linh Nhi còn mình đi canh chừng. Nhận được cái ôm từ Ano, Đường Ngọc cũng nhận ra thật sự mình đã sai. Khi đám người của Linh Nhi muốn rời khỏi nơi này thì tên Bái Nguyệt cũng đã xuất hiện. Ông ta đã chờ đợi ngày có thể tiêu diệt hậu duệ của nữ oa đã 10 năm nay. Bái Nguyệt chỉ cần giận nhẹ một cái thì tượng đá của Vu Hậu đã nổ tung. Linh Nhi thấy vậy liền tấn công ông ta nhưng lại bị đánh bay. Đám bạn của cô thấy vậy thì cũng tiếp ứng, cũng chả si nhê với ông ta mà bị phản ngược lại. Phan Tử vì đỡ cho cái tướng quân một kiếm cũng vì vậy mà hẹo. Đám người họ luân phiên nhau tấn công Bái Nguyệt nhưng đều bị ông ta đả thương. Tiêu Giao và Linh Nhi cũng đã song kiếm hợp bích tấn giòn ép Bái Nguyệt mà kết quả thì không khác tí nào. Thạch trưởng lão thấy vậy liền ứng cứu nhưng vẫn cũng bị hắn ta cho hộc tiết. Lúc này ông mới nhận ra mình bị Bái Nguyệt lợi dụng mà xin lỗi Linh Nhi. Sau đó ông đã dùng chút sức lực cuối cùng muốn cá chết lưới rách với Bái Nguyệt, tạo ra một pha tự hủy nhưng hắn ta vẫn không hề hấn gì. Vì đây là phim nên khi sắp tiêu diệt được tất cả thì Bái Nguyệt lại bất ngờ rời đi. Sau cơn mưa trời vẫn thế, Ano đã bị thương vào tận lục phủ ngũ tạng, cần phải nhanh chóng trở về Nam Chiếu để chữa trị. Cái tướng quân nói cho Đường Ngọc biết nếu trở về Nam Chiếu thì Ano sẽ không giữ được mạng mà chỉ có Thiên Hương Tục Mệnh Lộ mới ổn định được vết thương. Nhưng hiện tại đang thiếu một loại thuốc, dẫn phải sử dụng kim tàm vương hút máu tim của cơ thể dương khí mới có thể làm thuốc. Biết rằng hậu quả của việc này sẽ khiến kinh mạch đứt đoạn, Đường Ngọc vẫn để nó xâm nhập vào cơ thể khiến anh đau đớn. Chuyển cảnh, Linh Nhi bắt đầu đi tìm năm viên linh châu nhưng thánh linh châu của cô lại không hề có phản ứng. Cô khóc lóc cảm thấy mình thật vô dụng khi không làm được việc gì còn liên lụy đến mọi người. Tiêu Giao thấy vậy liền ôm lấy Linh Nhi để trấn an cô. Nguyệt Như khi nhìn thấy cảnh này khiến cô có chút buồn bã. Phát hiện vết thương trên chân của Nguyệt Như sau trận chiến, Linh Nhi đã chữa lành giúp cô khiến cô vô cùng cảm kích. Ở một diễn biến khác, Mộc Đạo Nhân đã truyền cho Bão Pháp một chút sức mạnh phong linh để anh có để giúp ông đi tìm cành đào.
Bấy giờ thì ba người Tiêu Dao cũng đã đến thôn Đào Nguyên, thấy nơi đây sương mù bao phủ, biết được có rất nhiều yêu khí. Ba người họ đã cùng nhau đi hỏi đường thì A Đào cho biết sẽ rất khó để có thể ra khỏi nơi đây mà mời họ về nhà mình nghỉ chân. Tối đó cả thôn làng đã bày tiệc rượu để ăn mừng. A Đào từ nhỏ chưa rời khỏi thôn nên rất muốn được ra thế giới bên ngoài. Nguyệt Như chứng kiến cảnh Tiêu Dao và Linh Nhi vui vẻ thì vừa buồn vừa vui cho hai người họ mà rời đi. Trong khi Nguyệt Như còn đang thẫn thờ thì một ánh sáng đỏ đã lấy đi miếng ngọc bội của cô. Thấy miếng ngọc bội trên cây, Đào Bão Phác đã đem nó trả lại cho Nguyệt Như. Sau khi Nguyệt Như quay trở lại tìm hai người Linh Nhi và Tiêu Dao để lên đường thì lại không thấy đâu mà bọn họ đã cùng nhau đi ngắm cảnh. Cô nhắc nhở cả hai phải nhanh chóng lên đường nhưng dường như cả hai đã chẳng nhớ gì. Hai người họ đã bị một thứ gì đó mê hoặc, không thèm đi tìm Linh Châu nữa mà chỉ muốn ở đây ngắm cảnh đẹp. Nguyệt Như quay trở về hỏi trưởng thôn tại sao hai người họ lại kỳ lạ như vậy thì ông ta vòng vo muốn giữ bọn họ ở lại nên cô chỉ có thể thuận theo. Tối đó Bão Phác đã lẻn vào phòng của Nguyệt Như để tìm thứ gì đó nhưng khi rời đi lại làm rơi lá buồn. Nguyệt Như nhận ra đây chính là đồ của Bão Phác thì nhắc nhở A Đào hãy cẩn thận rồi tìm đến anh. Khi tra hỏi về lá bùa, thấy Bão Phác không thừa nhận, Nguyệt Như liền trói anh vào gốc cây. Nhưng Bão Phác cho biết hai người bạn của cô trở lên kỳ lạ, rất có thể đã bị yêu quái mà anh đang đuổi theo làm mê hoặc. Nguyệt Như nghe vậy thì muốn đi kiểm tra về con yêu quái đó nhưng đến khi cô quay trở lại thì Bão Phác cũng đã bị mê hoặc. Chứng kiến cảnh vật và con người nơi đây, Nguyệt Như cảm thấy nó thật kỳ lạ liền theo dõi A Đào. Cô không muốn cưới Tống Hạ Văn nữa mà muốn anh rời khỏi nơi đây, vì tình yêu hiện tại mà anh dành cho A Đào là do bị mê hoặc chứ không phải tình yêu đích thực. Cảm thấy vô cùng có lỗi nên A Đào muốn tháo bỏ cành đào đang được thờ cúng xuống nhưng lại bị bố cô ngăn cản. A Đào cầu xin cha của mình hãy để Hạ Văn rời đi nhưng ông không muốn chuyện này diễn ra mà cho người nhốt cô lại. Tối đó Nguyệt Như đã lẻn vào phòng của A Đào, cũng biết được vì sao Linh Nhi và Tiêu Dao trở lên kỳ lạ như vậy. Bây giờ thì A Đào cũng thừa nhận bọn họ chính là cây đào đã thành tinh biến thành, chỉ vì muốn được gần gũi và đem lại cho con người những niềm vui nên mới dùng huyễn thuật để làm mê hoặc bọn họ. Nhưng nếu người phàm bị mê muội ở đây đủ 7 ngày sẽ biến trở thành cây đào mà không thể tỉnh lại. Để có thể giải được huyền thuật này thì phải tìm được món đồ trên người của bọn họ khi đã mất. Tất cả những món đồ đó đều được treo trên cây thánh nhưng chỉ e là nó đã biến thành hoa đào. Ngoài ra nếu lấy được cành hoa đào được thờ ở từ đường cũng có thể giúp họ phá giải ảo ảnh nhưng sức của người phàm thì lại không thể lấy. Đến khi Nguyệt Như đến lấy cành đào ở từ đường thì Tiêu Dao lại xuất hiện muốn ngăn cản cô, nhờ vào cành đào mà Nguyệt Như có thể thấy được những đồ vật trên cây thánh. Nhưng thời gian có hạn nên cô chỉ có thể lấy được đồ của Hạ Văn và Bão Phác. Cả hai người khi nhận lại được đồ của mình thì cũng đã thức tỉnh. Hạ Văn cũng không vì chuyện mình bị hãm hại để rời đi mà tìm đến A Đào nói mình thật sự đã yêu cô sau khi được cô cứu. Sau đó Nguyệt Như cũng đến tìm đồ của Linh Nhi và Tiêu Dao, thấy đó bà hoa đào kép thì cho rằng hai người họ thực sự là trời sinh một cặp. Bão Phác lúc này cũng tìm đến Linh Nhi nói rằng mình là bạn của Nguyệt Như rồi bất ngờ đánh ngất cô để cướp đi hai viên Linh Châu. A Đào trở về thấy cảnh này thì liền đuổi theo tên đạo sĩ thối, thấy hắn ta muốn phá hủy cây đào thánh, A Đào liền trói hắn ta lại nhưng vẫn để hắn ta chạy thoát mà đánh rơi túi Linh Châu. Tiêu Dao và Linh Nhi sau khi nhận lại được đồ của mình thì cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy cây thánh ở đây đang bị thiêu cháy thì cả ba đều vội đi giúp đỡ, thấy trưởng thôn kêu gào thảm thiết, Linh Nhi đã sử dụng Phượng Hoàng để dập tắt ngọn lửa giúp ông ta. Khi biết trưởng thôn chính là Đào yêu Tiêu Dao muốn dạy cho ông một bài học thì A Đào đã kịp thời đến trả lại Linh Châu cho Linh Nhi. Nguyệt Như cũng đồng ý trả lại cành đào cho trưởng thôn nhưng không cho phép ông dùng yêu thuật để hại người. Tên Bão Phác lúc này cũng trở về thông báo cho sư phụ của hắn ta rằng mình đã nhìn thấy hai viên Linh Châu khác hiện giờ đang ở thôn Đào Nguyên. Nghe vậy thì Mộc Đạo Nhân đã ngay lập tức tìm đến thôn Đào Nguyên. Bão Phác cho rằng đám người Linh Nhi cấu kết với Đào yêu đã ngay lập tức xông tới tấn công bọn họ. Ba người Tiêu Dao thấy vậy đã ngay lập tức lao lên ứng phó. Mộc Đạo Nhân thấy kiếm pháp của anh thì cũng nhận ra anh là đệ tử của Thục Sơn. Tiếp đó cả hai đã sử dụng kiếm pháp của Thục Sơn để giao tranh với nhau. Thấy không bố nào chịu thua ông nào, cha con A Đào cũng giúp sức, còn tên Bão Phác cũng đã bị đánh bay. Bây giờ Linh Nhi bay lên sử dụng sức mạnh nữ oa tấn công đạo nhân khiến ông ta bị đám người Tiêu Dao hợp sức đánh bại nên đạo nhân đã dùng tính mạng của A Đào để uy hiếp. Khi bị dồn đến mép vực, đạo nhân uy hiếp Linh Nhi giao ra Linh Châu nên cô chỉ có thể đồng ý. Nhưng khi Bão Phác chuẩn bị lấy Linh Châu đã bị Linh Nhi tấn công. Hạ Văn cũng vì bảo vệ A Đào mà đỡ cho cô một kiếm mà đẩy đạo nhân xuống vực. Linh Nhi cũng đã sử dụng linh lực để cứu lấy Hạ Văn nhưng không thể vì kiếm của ông ta đã yểm lời nguyền. Cách duy nhất để có thể cứu Hạ Văn chính là biến anh thành cây đào nhưng A Đào không đồng ý với điều này. Hạ Văn chỉ muốn được ở bên cạnh A Đào mà đồng ý. Sau đó túi của Hạ Văn cũng được treo lên cây thành và trưởng thôn cũng đã bắt đầu làm phép. Vì phim hơi hư cấu nên tôi cũng không hiểu tại sao Hạ Văn không biến thành cây lại có thể sống lại. Mộc Đại Nhân lúc này cũng đã bị trọng thương, muốn Bão Phác lấy đan dược cho mình.
Nhưng hắn ta khi nhìn thấy Linh Châu thì lòng tham bất ngờ nổi lên, lấy hết đồ trên người của sư phụ rồi sát hại ông. Chuyển cảnh khi ba người Nguyệt Như rời khỏi thôn Nguyên Đào, cô nhớ lại hình ảnh hoa đào kép mà vui vẻ vì hai người họ thực sự chính là một đôi. Tại nhà của thánh cô của Đường Ngọc lúc này thì cũng cảm thấy đau đớn mà ngất đi. Sau khi anh thánh cô cho biết tình trạng của Ano hiện tại đã ổn, nhưng Đường Ngọc thì ngược lại. Tại vì sau khi bị Kim Tàm Vương hút máu tim cộng với di chuyển nhiều ngày đã khiến cho mạch âm duy bị tổn hại hoàn toàn. Rất nhanh chóng thất kinh bát mạch của anh sẽ bị tổn hại, tuy rằng thánh cô đã cứu được mạng nhưng sau này Bạch Đường sẽ trở thành phế nhân. Ano sau khi tỉnh lại biết được ba người Linh Nhi đã đi tìm Linh Châu, còn Đường Ngọc hiện chưa thể gặp cô. Cái tướng quân an ủi cô hãy nghỉ ngơi, còn mình phải trở về gặp Vu Vương. Ra ngoài, cái tướng quân cảm thấy việc bái nguyệt tha mạng cho mọi người có điều gì đó không đúng. Thánh cô nghe vậy thì nghĩ rằng việc này có thể liên quan đến thủy ma thú. Chuyển cảnh tên Bão Phác tìm đến núi Thục Sơn, tự nhận mình là đệ tử của Mộc Đạo Nhân. Hắn ta đưa ra đồ vật của Mộc Đạo Nhân muốn trưởng môn đòi lại công bằng cho ông. Hắn ta liên tục dựng chuyện nói rằng có một nữ yêu má pháp thuật cao cường đã sát hại sư phụ mình ở thôn Đào Nguyên. Không những vậy, bên cạnh cô ta còn có một đệ tử Thục Sơn hợp sức để đối phó với Mộc Đạo Nhân tên là Lý Tiêu Giao. Đám đệ tử Thục Sơn chưa nghe thấy cái tên này bao giờ thì đã ngay lập tức muốn trừ khử anh ta thanh lý môn hộ. Đúng lúc này Minh Vương cũng xuất hiện, mặc kệ chuyện đúng sai của sự việc mà yêu cầu trưởng môn đi bắt giữ yêu ma. Trưởng môn lúc này cũng chỉ có thể nghe theo mà cho người đi phục yêu. Cùng thời điểm đó, ba người Tiêu Giao đã tìm thấy xác của Mộc Đạo Nhân thì phát hiện đồ trên người của ông đã bị lấy mất và Bão Phác đã sát hại ông. Đúng lúc này thì người của phái Thục Sơn cũng tìm đến Linh Nhi đã cảm nhận được phong linh châu trên người của Bão Phác. Ngay lập tức hắn ta đã đổi trắng thay đen, đổ hết mọi tội lỗi lên ba người Tiêu Giao, còn hơn là lật mặt. Thái Võ cùng vì bị Bão Phác dắt mũi mà hai bên đã lao vào giao tranh. Thấy ba người không hề dễ đối phó, Thái Võ đã bày thất tinh kiếm trận nhưng đã có Linh Nhi bảo vệ. Thấy Tiêu Giao sử dụng vạn kiếm quyết khiến cho Thái Võ không hiểu sao anh lại học được. Vì không thể địch lại số đông, Nguyệt Như và Linh Nhi đã bị đánh bại. Tiêu Giao thấy vậy thì tức giận đánh bại đám tép diêu rồi solo với Thái Võ. Tên Bão Phác thấy vậy đã nhân cơ hội tấn công Tiêu Giao khiến anh bị thương. Điều này đã khiến cho Linh Nhi tức giận mà sử dụng hiện thân của nữ oa đánh bay đám người kia. Nhưng thằng ngu Thái Võ vẫn không nhận ra mà gọi cô là yêu nữ. Vì không thể còn sức chống cự nên Linh Nhi đã đồng ý đi cùng Thái Võ nhưng muốn họ thả hai người bạn của mình rời đi. Sau đó cô bảo Tiểu Thạch Đầu xóa đi mọi ký ức về cô của hai người họ. Dù không lỡ nhưng Linh Nhi vẫn phải làm điều này rồi sử dụng linh lực cứu hai người họ. Trước khi rời đi, Linh Nhi đã để lại Linh Châu cho Tiêu Giao. Tên Bão Phác thấy vậy thì muốn trừ khử hai người họ nhưng Thái Võ đã hứa nên không thể làm điều này. Sau khi trở về, Thái Võ cho biết pháp lực của Linh Nhi thật sự cao cường và Tiêu Giao đúng là đệ tử của Tử Kiếm Tiên. Hơn nữa, chuyện sát hại Mộc Đạo ba người họ cũng không hề nhận mà cho rằng đó là do Bão Phác gây ra. Lúc này thì Linh Nhi cũng đã bị giam cầm, cô nói Tiểu Phượng Hoàng hãy mau chóng rời đi vì nơi này vô cùng nguy hiểm. Bên này Tiêu Giao và Nguyệt Như đã tỉnh lại, phát hiện Linh Châu vẫn còn nhưng cả hai lại chẳng nhớ gì về Linh Nhi. Khi cả hai đang tiếp tục tìm Linh Châu thì Nguyệt Như bất ngờ ngửi thấy mùi hoa thơm. Tên Bão Phác lúc này cũng xuất hiện, hoa ra Nguyệt Như đã trúng anh túc tím của hắn ta. Điều này khiến cho thần trí của cô hỗn loạn mà tấn công Tiêu Giao. Tên Bão Phác thấy vậy muốn tấn công Tiêu Giao nhưng đã bị anh đánh bay rồi rời đi. Sau đó hắn ta đã trở về Thục Sơn tìm đến tượng Minh Vương dâng lên phong Minh Châu muốn được gia nhập dưới trướng ông. Minh Vương khi nhận được phong Linh Châu thì cũng nhận hắn làm đệ tử mà ban pháp lực biến hắn thành ma. Lý Tiêu Giao cõng Lâm Nguyệt Như trọng thương di chuyển trong đêm đầy mưa bão. Thật may anh tìm được ngôi chùa Hùng Đường và được sư thầy ở đây cho tá túc qua đêm. Ở bên này Đường Ngọc đang chăm sóc cho Ano. Thật may cô nàng đã tỉnh lại. Thánh cô đã cho Ano dùng Kim Tàm Vương và giữ lại được cái mạng. Nhưng nói chuyện một hồi, Ano chợt đổi sang thái độ hết sức nghiêm túc hỏi có phải Đường Ngọc đang giấu mình chuyện gì phải không? Thì ra anh có một người trong mộng đã từng gặp 10 năm trước. Đường Ngọc đã từng thổi kèn, còn tiểu nữ đó thì hát nên từ đó anh đã yêu thầm. Nhưng Ano đâu ngờ tiểu nữ mà Đường Ngọc mến mộ lại chính là cô. Biết được điều này, Ano rất vui và đó cũng là lý do mà Đường Ngọc muốn cô uống thuốc để mau khỏi bệnh. Nhưng đột nhiên trong cơ thể Đường Ngọc ma tâm lại kích hoạt. Anh vội lấy lý do để rời đi và một mình quằn quại đau đớn. Ở một bên khác, tên yêu ma Bão Phác đi vào tháp tỏa yêu. Sư phụ của hắn xuất hiện thuyết phục hắn ở lại đây cùng ông ta trấn thủ tháp vì một khi đã nhập ma thì không một sinh vật nào có thể thoát được ra ngoài. Nghe xong điều này, Bão Phác vô cùng sốc. Sáng hôm sau ở chùa Hùng Đường, Nguyệt Như đã tỉnh lại và bắt đầu đi quậy banh nóc nhà. Cô tấn công mọi người trong chùa khiến ai cũng hoảng loạn. Cũng may Lý Tiêu Giao về kịp và khống chế cô lại. Cơ thể Nguyệt Như đã bị trúng độc nên mới có những hành xử như vậy. Vị sư thúc của hòa thượng kia có khả năng trị độc nên sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của ông. Tiêu Giao tới tìm vị sư thúc giác ngộ đó nhờ ông tới giúp bạn mình trị độc anh túc tím. Nghe người bệnh đã nhiễm được 3 ngày nên vị sư thúc đó bỏ đi luôn vì không cần phải chữa. Lý Tiêu Giao trở về trong nỗi buồn vì cứ nghĩ sẽ không giúp được gì cho Nguyệt Như.
nhưng anh không ngờ tâm tính của cô đã thay đổi trở về trạng thái bình thường. Thì ra sau 3 ngày độc của anh Túc Tím sẽ tự tiêu tan nên anh lập tức cởi dây trói cho cô. Cả hai đuổi nhau ra tới cổng chùa thì gặp Lưu Phu Nhân vừa đi làm lễ về. Con trai của bà đã ngã bệnh nặng từ sau khi trở về kinh thành. Bệnh không rõ nguyên nhân, các đại phu đã dốc tâm cứu chữa nhưng không có tiến triển. Lưu Phu Nhân liền rủ hai người về cùng mình, biết đâu gặp lại hai người bệnh tình của Tấn Nguyên sẽ có khởi sắc. Ở địa bàn của Bái Nguyệt giáo, Quỷ Ưng được giáo chủ cho xem xác hóa đá của thủy quái đang bị phong ấn nơi đây 10 năm trước, quái thú đã sắp đột phá thoát ra ngoài. Giáo chủ cũng chắc mẩm rằng Đường Ngọc kẻ phản bội giáo phái rồi sẽ quay trở về. Chuyển cảnh Nguyệt Như và Tiêu Dao tới Lưu phủ để thăm Tấn Nguyên. Ở đây lần đầu cả hai được diện kiến thái y vợ của Tấn Nguyên mới kết hôn khi anh đang lâm trọng bệnh. Khi thấy biểu muội biểu đệ của mình tới thăm Tấn Nguyên rất vui mừng. Sau lần chia tay đó trở về kinh thành, sức khỏe của anh ngày càng yếu, cũng may có Thiếu Phu Nhân hàng ngày sắc thuốc chăm sóc. Tấn Nguyên hỏi về tung tích của Linh Nhi khiến cả hai vô cùng ngơ ngác, không biết Linh Nhi là ai. Lúc này trong tháp tòa yêu, Linh Nhi đang bị tra tấn bởi tháp chủ nơi đây vì biết vô mang sức mạnh của hậu duệ nữ oa và Linh Châu chứa đựng cội nguồn trời đất. Tên ma đầu kia đến muốn hút hết linh khí sức mạnh nữ oa trên người Linh Nhi để đột phá, nhưng hắn lại chẳng thể vượt qua được kết giới. Sau khi Nguyệt Như và Tiêu Dao rời đi, Tiểu Thạch Đầu mới xuất hiện cho biết lý do tại sao hai người kia lại không hề có ấn tượng gì với Linh Nhi. Thì ra theo lệnh của Linh Nhi, Tiểu Thạch Đầu đã dùng trận pháp Ngọc Phật để xóa đi một phần ký ức về Linh Nhi trong họ. Cốt là để bảo vệ những người xung quanh Linh Nhi, cô cũng mong Tiêu Dao và Nguyệt Như có thể đến được với nhau. Chuyển cảnh Nam Minh Vương và Cái La Kiều tới gặp Vu Vương để xin sự trợ giúp. Muốn ông cho người hỗ trợ tìm công chúa, trả thù Bái Nguyệt giáo vì đã gây ra cái chết của Thạch trưởng lão và tận diệt bọn chúng, trả lại bình yên cho thiên hạ. Nhưng Vu Vương lại muốn xem xét điều gì đó nên Cái La Kiều hết sức nghi ngờ, cho rằng hoàng cung của Vu Vương đang ẩn giấu một bí mật gì đó. Sáng hôm sau, Tấn Nguyên nhờ Tiêu Dao đi lấy giúp mình vài món đồ ở ba cửa hàng. Tiêu Dao rủ Nguyệt Như đi cùng vì cô nàng thông thuộc địa hình ở đây hơn anh. Mấy món đồ mà hai người đi lấy đều có liên quan đến việc tổ chức lễ thành hôn khiến Nguyệt Như rất háo hức. Chắc rằng Tấn Nguyên đang giúp Linh Nhi thực hiện mong ước để Nguyệt Như và Tiêu Dao kết thành phu thê. Khi cả hai tới quán rượu, nghe thấy mấy tên bàn bên uống say rồi nói xấu Tấn Nguyên đoàn mệnh sắp hẹo để lại cô vợ trẻ đẹp. Nghe quá tức tai nên Nguyệt Như đã sang dạy cho mấy tên đó một bài học nhớ đời. Còn đổ cho chúng là ăn uống xong tính chuồn nên cô tẩn cho một trận giúp ông chủ quán. Trở về phủ của Tấn Nguyên sau nửa ngày đi lấy đồ, Nguyệt Như và Tiêu Dao lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Tấn Nguyên và Thái Y thì liên tục muốn đẩy thuyền cho hai người. Nguyệt Như thì có vẻ ưng rồi, nhưng tên tiểu tử ngốc Tiêu Dao lại chẳng chịu hiểu ý mà cứ thích hoạnh hoẹ với Nguyệt Như. Sau khi Nguyệt Như và Thái Y rời đi, lúc này Tấn Nguyên mới cho hay mấy món đồ anh nhờ Tiêu Dao lấy là để tặng cho anh hết. Tấn Nguyên muốn Tiêu Dao dùng nó làm sinh lễ để cưới biểu muội Nguyệt Như của anh, muốn Tiêu Dao hay bắt đầu một cuộc tình mới, trân trọng người trước mắt và quên đi quá khứ. Những câu nói đó khiến Tiêu Dao vô cùng thắc mắc vì trong tâm trí anh đang có một chút ký ức về một nữ nhân nào đó mà chẳng thể nhớ nổi. Tối đó Tiêu Dao lại có những giấc mơ kỳ lạ về người con gái đó. Nhìn sợi dây mà anh nhặt được ở tiệm vải và cái tên Linh Nhi mà Tấn Nguyên đã từng nhắc tới, anh tự đặt câu hỏi vậy cô gái đó là ai? Hôm sau Nguyệt Như và Tiêu Dao diện kiến cha của cô. Ông trách con gái, nếu ông không tới chắc cô cũng quên luôn có người cha này. Ông yêu cầu sau khi tìm được Triệu Linh Nhi cô phải lập tức về với ông ngay. Nhưng Nguyệt Như lại ngẩn người ra không hiểu cha đang nói gì và Triệu cô nương kia là ai. Tấn Nguyên phải xen ngang cuộc nói chuyện tách tất cả ra để tránh bị lộ bí mật. Sau đó khi Tiêu Dao đi dạo ngoài chợ thì gặp một tên ăn mày. Tiêu Dao hứa sẽ cho hắn tiền để moi thông tin nên hắn đã kể một bí mật mới trông thấy ở Lưu Phủ. Hắn nhìn thấy Thiếu Phu Nhân Thái Y là yêu quái biến thành đang ẩn mình thiếu gia Tấn Nguyên. Trở về Lưu Phủ, Tiêu Dao liên tục để ý hành động của Thái Y vợ của Tấn Nguyên. Nói ra những lời ám muội khiến cô ả Thái Y đó có chút lo sợ. Trong bữa cơm trưa đó, Tiêu Dao có hỏi Vân Di Nương về xuất thân của Trạng Nguyên Phu Nhân Thái Y kia nhưng cũng không được rõ cho lắm. Chỉ biết cô ta là tiểu thư khuê các ít khi xuất hiện. Một lần đi cùng người nhà tới kinh thành gặp phải đám cướp thoát được thân nên phiêu giạt tới đây. Từ khi lấy Thái Y, Tấn Nguyên sức khỏe cũng đỡ hơn nhiều nên Vân Di Nương rất yên tâm và cũng không có chút nghi ngờ gì. Nhưng Tiêu Dao vẫn rất lấn cấn vì chính mắt anh đã từng thấy tẩu tẩu Thái Y đó thân thủ cực kỳ phi phàm. Sau đó vị đạo sĩ của Tam Thanh Quán tới Lưu Phủ để làm lễ theo lời mời của Vân Di Nương. Vì thấy dạo gần đây trong phủ có một luồng yêu khí nên muốn loại trừ nó, biết đâu lại giúp sức khỏe của Tấn Nguyên được cải thiện. Khi vị đạo trưởng đó làm lễ để tìm yêu ma đang ẩn náu trong phủ, tín hiệu chạy về hướng phòng ngủ của Tấn Nguyên nơi Thái Y đang nấp bên trong. Nhưng luồng tín hiệu đó lập tức tấn công ngược trở lại vị đạo trưởng, làm ông nhận ra con yêu nghiệt này tuyệt đối không tầm thường. Tuy vậy nhưng Tấn Nguyên không hề tin những lời nói đó, cho rằng lão ta chỉ đang lừa để lấy tiền của nhà anh. Nguyệt Như cũng đứng ra bảo vệ biểu ca và đuổi đám đạo sĩ đó đi. Tiêu Dao đuổi theo lão đạo trưởng để nói ra nghi ngờ của mình. Anh cũng cảm nhận được có yêu quái trong Lưu Phủ nhưng lại không rõ nó ở đâu.
Đạo trưởng cho hay Tấn Nguyên là người tiều tụy nhất trong phủ nên rất có thể yêu quái là người thường xuyên ở bên cạnh anh ta. Ông còn nhận ra Tiêu Dao đã từng bị yêu lực tác động nhưng là loại gì thì ông không rõ. Có lẽ nào chuyện này có liên quan đến người có tên Linh Nhi mà Tiêu Dao đang tìm kiếm. Còn Linh Nhi lúc này đang bị bắt nhốt trong tháp tỏa yêu và quen được một yêu tộc có tên Khương Uyển Nhi. Uyển Nhi đã ở trong tháp 18 năm nay và chưa từng bị Trấn Ngục Minh Vương đả thương. Còn Linh Nhi cho hay cô không có yêu khí nhưng lại bị bắt vào đây bởi cô là hậu duệ của nữ oa. Uyển Nhi khuyên hãy quên những người cô đã từng biết đi vì một khi vào đây là sẽ không bao giờ thoát ra được. Sau đó Linh Nhi kể cho Uyển Nhi về khung cảnh thế giới bên ngoài kia đẹp đẽ và rộng lớn ra sao. Một ngày nào đó cô sẽ đưa Uyển Nhi lên trên và ngắm nhìn toàn bộ những thứ đó. Canh ba đêm đó Tiêu Dao hẹn Nguyệt Như ra đại sảnh có việc. Cô nàng vui vẻ cứ tưởng bản thân sẽ được Tiêu Dao tỏ tình nên cố gợi ý cho anh. Thế nhưng anh không hề có tình ý gì hết mà chỉ là muốn rủ cô đi theo dõi Thái Y. Cả hai đang đi thảo luận về yêu quái si tình thì từ trong rừng Thái Y chủ động ra chào hỏi. Nói mình đang đi hái thuốc cho phu quân uống và muốn hai người đưa về lưu phủ vì đã khá muộn. Tiêu Dao và Nguyệt Như đem nghi ngờ này nói với Tấn Nguyên. Anh ta phủ nhận toàn bộ nghi ngờ mặc dù trong thâm tâm đã biết gì đó về con người thật của Thái Y. Sau đó khi Thái Y định cho Tấn Nguyên uống thuốc thì Tiêu Dao và Nguyệt Như đã xông vào ngăn cản. Quả nhiên bát thuốc đó khiến những bông hoa bị héo úa ngay lập tức chứng tỏ nó có độc. Tăng chứng vật chứng rõ ràng Thái Y vẫn cố gắng chối bỏ và rời đi luôn. Ở một bên khác giáo chủ Bái Nguyệt đã giải kim tàm mãnh trùng cho Đường Ngọc. Giáo chủ tha tội cho Đường Ngọc nhưng bắt anh phải lựa chọn giữa hai phe. Sẽ không phải là lúc này nhưng rồi Đường Ngọc sẽ phải đưa ra quyết định của mình theo thiện hay ác. Trở lại với Tấn Nguyên, tiết thần y khám cho anh lần cuối và cho một lọ thuốc để giúp anh ra đi thanh thản. Cơ thể đã đi đến nước này đã không thể cứu chữa được nữa khiến Nguyệt Như vô cùng tuyệt vọng. Đến lúc này Tấn Nguyên vẫn một lòng bênh vực cho Thái Y nói cô ta không hề có ý hại mình mặc dù mọi yêu độc đều từ cô ta mà ra. Vẫn nuôi hy vọng có thể giải độc cho Tấn Nguyên nên Nguyệt Như và Tiêu Dao sẽ đi tìm Thái Y ở một nơi đặc biệt. Nguyệt Như và Tiêu Dao trên đường truy tìm độc yêu Thái Y thì phát hiện bên sông có một lão già say rượu được người dân vớt lên. Thì ra đó chính là sư phụ Tử Kiếm Tiên. Ông sẽ là người giải độc cho Tấn Nguyên nhưng vấn đề là phải có rượu. Nghe tới phủ thượng thư có rất nhiều rượu nên Tử Kiếm Tiên lập tức cùng cả hai tới đó luôn. Vừa vào ông đã cảm nhận được ở đây có rất nhiều yêu khí nên nhờ hai đệ tử đi chuẩn bị ít đồ nghề để ông làm cái lễ bắt ma. Sau khi nốc cạn chục vò rượu Tử Kiếm Tiên bắt đầu làm lễ hàng yêu phục ma ngay đại sảnh của lưu phủ. Ông múa vài đường túy tiên phong ma đại pháp nhưng đang biểu diễn thì lại đứng ngủ gật. Khi Nguyệt Như và Tiêu Dao chạy đi xem xét tình hình thì Thái Y đã lộ nguyên hình là một con yêu bướm. Không biết cô ả đang cố làm gì với thân xác của Tấn Nguyên mà ngăn cản không cho hai người tiếp cận để hoàn thành nốt yêu pháp. Thái Y dịch chuyển thân xác của Tấn Nguyên vào rừng rồi truyền hết chân nguyên của mình cho anh. Nguyệt Như không hiểu chuyện gì đuổi theo rồi lao vào giao chiến với Thái Y. Nhưng tất cả không hay đã rơi vào bẫy phục kích của độc nương tử nên ả ta đã lao tới tấn công tất cả. Cũng may Thái Y đã đứng ra cản chiêu của độc nương tử bảo vệ cho Nguyệt Như và Tiêu Dao. Lúc này hai người mới hay Thái Y chỉ là đang cố giúp Tấn Nguyên sống sót, thì ra trước đây vì cứu Thái Y là một yêu hồ điệp bị mắc trên mạng nhện mà Tấn Nguyên đã trúng độc cho nhện cắn. Cũng chính là độc của độc nương tử nên Thái Y quỳ gối van xin bà ta hãy cứu phu quân của mình. Tiêu Dao và Nguyệt Như không chịu nhún nhường lao lên giao chiến với độc nương tử, nhưng ả ta ma lực cao cường đã đánh bại và đóng hai người thành kén chờ làm thịt. Thái Y đã liều mình lao lên đỡ đòn cho cả hai. Lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì Tử Kiếm Tiên sư phụ xuất hiện đánh bại độc nương tử và lấy đi linh châu của ả ta. Tình thế lúc này phu thê Tấn Nguyên một người thì nhiễm độc nặng còn một người thì sắp cạn hết chân khí e rằng khó cứu. Cuối cùng Thái Y đã chấp nhận hy sinh toàn bộ tu vi ngàn năm của mình để giữ lại mạng sống cho Tấn Nguyên. Người thực hiện nghi thức chuyển giao linh châu đó là Nguyệt Như, sau khi hoàn thành Thái Y hóa thành con bướm bay vào không trung. Sau khi chuyện này kết thúc cha của Nguyệt Như muốn đưa cô về Tô Châu nhưng cô nàng nhất quyết từ chối. Nhận ra con gái mình là vì Tiêu Dao mà ở lại nên ông gọi Tiêu Dao ra sân để tỉ thí. Ông không muốn con gái mình cứ phải đi theo một tên như anh mà không danh không phận nên nếu anh chịu được ba chiêu kiếm pháp của Lâm ra thì ông sẽ không can dự nữa. Sau ba chiêu Tiêu Dao đã có thể trụ được khiến Lâm bảo chủ rất nể phục, ông cũng không tham gia vào quyết định lựa chọn của Nguyệt Như nữa. Mong cô không hối hận còn ông sẽ một mình trở về Tô Châu. Sáng hôm sau Tấn Nguyên tiễn Nguyệt Như và Tiêu Dao lên đường. Giờ đây chỉ còn mình anh cô độc giữa vườn hoa mà cố phu nhân của anh để lại. Sau đó Nguyệt Như và Tiêu Dao được Tử Kiếm sư phụ cho ngồi ké hồ lô và phi tới đỉnh Thục Sơn. Trong khi đó ở tháp tỏa yêu Linh Nhi đã bị Trấn Ngục Minh Vương bắt vào bên trong. Cô hiện nguyên hình và bị trói vào một kết giới. Sư phụ đưa Nguyệt Như và Tiêu Dao lên đỉnh Thục Sơn sau đó rời đi du ngoạn, để Tử Thái Võ của Thục Sơn đưa hai người tới phòng khách của môn phái để chờ kiếm thánh tiền bối. Hai người sẽ được ở lại đây nhưng yêu cầu phải tuân thủ theo một số quy tắc của Thục Sơn nếu không muốn bị tống ra ngoài. Trong khi đó ở thư viện của tháp tỏa yêu tên ma đầu Bão Phác đã tới tìm Thư Trung Tiên để hỏi lão về cách thoát ra khỏi đây.
Lão đã ở đây rất lâu tìm đủ mọi tài liệu nhưng chưa có ở đâu ghi lại chuyện yêu quái có thể thoát được ra ngoài. Nhưng trước sự đe dọa của tên bão phác thư trung tiên một lần nữa phải tìm kiếm. Ở Thục Sơn, Tiêu Dao và Nguyệt Như lén bám theo vị sư huynh Thái Võ kia để tìm tung tích của bão phác nhưng bị anh ta bắt được. Ở đây có rất nhiều ấm địa khuyên hai người không nên tùy tiện đi lại. Anh cũng thẳng thắn nói bản thân không hề thông đồng với bão phác sư đệ nên hai người không cần phải lo. Đã rất lâu rồi không gặp nên cũng không có thông tin gì cả. Tuy nhiên khi đang đi cả hai lại bắt được tín hiệu của Linh Châu và đoán rằng tên bão phác kia đang ẩn trốn trong khe núi trước mặt. Trong tháp tỏa yêu thư trung tiên đã tìm ra bí mật để giúp yêu ma thoát được ra ngoài. Đó là dựa vào 5 viên Linh Châu ẩn chứa 5 loại linh lực cội nguồn của tháp tỏa yêu. Dựa vào đó yêu ma có thể tận dụng sức mạnh thoát ra ngoài. Đúng lúc này bão phác phát hiện Tiêu Dao và Nguyệt Như đang đi vào nên muốn tận diệt luôn hai người. Tiêu Dao và Nguyệt Như tới cấm địa thì bị đệ tử Thục Sơn chặn lại. Thái Võ vì để cho cả hai biết thế nào là tháp tỏa yêu nên đã dẫn họ vào để chiêm ngưỡng. Nơi đây do Trấn Ngục Minh Vương cai quản yêu ma một khi đã vào sẽ không thể thoát ra ngoài. Đưa cả hai tới đây Thái Võ muốn cho họ biết rằng sự đệ bão phác của hắn không hề có ở đây. Tới kết giới mà Linh Nhi đang bị giam giữ Uyển Nhi muốn cứu cô ra nhưng pháp lực không đủ. Uyển Nhi cho hay Tiêu Dao đã tới được đây và đang tìm cô. Trái với mong muốn được cứu thì Linh Nhi không muốn Tiêu Dao tìm ra mình và nhờ Uyển Nhi ngăn cản anh ấy. Khi Nguyệt Như và Tiêu Dao tính đi ra ngoài thì tên Thái Võ đó lừa hai người vào cấm địa rồi hạ gục. Cũng may Tử Kiếm tiên sư phụ có mặt kịp thời để tiếp ứng hạ luôn Thái Võ dám làm hại đệ tử của ông. Khi Tiêu Dao tỉnh lại anh đã nhớ ra mọi chuyện trước kia về Linh Nhi. Tiếp đó sư phụ đưa cả hai tới gặp Kiếm Thánh tiền bối. Ông vừa loại bỏ hết yêu khí trên người Thái Võ và đây cũng là một bài học cho anh ta. Sau khi Tiêu Dao trình bày toàn bộ sự việc Kiếm Thánh tiền bối hứa sẽ điều tra và làm rõ mọi chuyện. Ông cũng dặn dò sư đệ tử tiên kiếm của mình để mắt trông chừng Tiêu Dao đừng để đi vào vết xe đổ trước đây của bọn họ. Ở một diễn biến khác Ano đã gặp lại Đường Ngọc sau bao ngày tháng xa cách. Cô đưa anh về gặp thánh cô để mong được bà giải độc nhưng e chừng là rất khó. Bà sai Ano ra ngoài sắc thuốc để nói chuyện riêng với Đường Ngọc. Ở bên này Tiêu Dao và Nguyệt Như đã xông vào tháp tỏa yêu. Cả hai bị sư phụ chặn lại và cấm được vào trong vì rất nhiều yêu ma nguy hiểm đang nhốt ở đó. Nhưng bằng quyết tâm Tiêu Dao vẫn muốn liều mình vào trong để cứu Linh Nhi mặc cho sư phụ hết nước hết cái ngăn cản. Anh không cần biết Linh Nhi là người hay ma anh vẫn sẽ cứu. Tiêu Dao không cần biết Linh Nhi là người hay ma mà anh chỉ cần phân biệt thiện hay ác không phân biệt người hay ma. Tiền bối không ngờ mấy chục năm rồi lại nghe thấy cùng một câu ở cùng một nơi. Tiêu Dao nghe xong bất ngờ vì anh nghĩ trước kia đã có người vào tháp tỏa yêu trước. Mấy trăm năm qua chưa từng có ai sống sót trở ra, kể cả sư huynh của tiền bối cũng một đi không trở lại. Thục Sơn từng có vị đệ tử tên là Khương Triệt. Là kỳ tài trăm năm hiếm có của Thục Sơn, Khương Triệt là đệ tử có thiên phú tu hành nhất. Tất cả đệ tử Thục Sơn lúc đó đều coi huynh ấy như một tấm gương. Năm đó yêu ma làm loạn trần gian Thục Sơn bèn phái đệ tử xuống núi trừ yêu. Đại sư huynh là môn sinh mà trưởng môn rất hài lòng. Đây cũng là thử thách cuối cùng khi huynh ấy nên nắm chức vị trưởng môn. Mọi người đều cho rằng Khương Triệt sẽ là trưởng môn tiếp theo của Thục Sơn ai ngờ huynh ấy về phe yêu ma. Tiêu Dao vẫn quyết tâm đột nhập vào tòa tháp. Cửu kiếm bất tử không còn cách nào khác ngoài yêu cầu Lý Tiêu Dao thực hiện 3 chiêu trước khi để anh ta vượt qua. Trên thực tế ông ta đã dạy Lý Tiêu Dao về kỹ thuật vật lý gió và mây bất tử. Bước say bất tử và lời nguyền bia cắt tiết, Tiêu Dao và Nguyệt Như tiến vào tháp khóa quỷ thông qua đội hình bát quái. Linh Nhi cảm thấy rằng Tiêu Dao chắc chắn đã đến để cứu cô mà không hối hận. Linh Nhi không muốn Tiêu Dao bị tổn hại vì cô ấy nữa. Và cầu xin Uyển Nhi cố gắng đưa Tiêu Dao ra khỏi tháp khóa quỷ. Tuy nhiên một khi bạn đã vào tháp khóa quỷ, sẽ không có lối thoát. Linh Nhi càng trở nên lo lắng hơn vì điều này. Trong tháp khóa quỷ, Tiêu Dao và Nguyệt Như không thể tìm được lối thoát nên họ gặp ông Cố Tiên Sinh đến kiểm tra và hỏi ông ta về tung tích của Linh Nhi. Cố Tiên Sinh yêu cầu Tiêu Dao trả lời cho ông ta một câu hỏi. Nếu anh có thể trả lời, ông ta sẽ cho anh biết tung tích của Linh Nhi. Cố Tiên Sinh hỏi anh, nếu không thể có cả cá và chân gấu thì anh nên chọn như thế nào? Tiêu Dao nghĩ rằng câu hỏi này có ý nghĩa sâu sắc, nhưng Nguyệt Như trả lời đơn giản và thô lỗ. Ai đến trước sẽ được chọn trước, khi hai bên đang tranh cãi báo nhỏ đuổi theo. Tiêu Dao đẩy Nguyệt Như đến mảng bát quái và dịch chuyển đi một mình chống lại báo nhỏ và sử dụng thần kiếm của siêu nhân địa quang để đánh bại báo nhỏ và đột nhập vào mộ kiếm. Không ngờ tên này võ công cao cường đánh gãy thanh kiếm của Tiêu Dao, anh may mắn làm sao khi đã đi được vào bát quái tránh được sự truy lùng của báo nhỏ. Hắn ta bị kết giới chặn lại và bị sốc khi biết rằng hóa ra đó là kết giới Thục Sơn. Uyển Nhi nhìn thấy Tiêu Dao và Nguyệt Như hỗ trợ lẫn nhau và nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông vô tâm, nhưng Linh Nhi vẫn muốn cứu Tiêu Dao bất kể sự an toàn của bản thân. Với lý do cứu Linh Nhi, Uyển Nhi đã dẫn Tiêu Dao vào sâu trong tháp khóa quỷ và thiết kế cho Tiêu Dao rút thanh kiếm 7 sao trong tháp khóa quỷ. Đột nhiên anh bị tấn công và phát hiện ra đây chính là kiếm pháp của Thục Sơn. Uyển Nhi quay trở về giao chiến với Nguyệt Như rồi thành công khóa cô trên tường để phòng rắc rối.
Bên này Tiêu Dao vừa giao chiến với Khương Triệt vừa nhắc lại chuyện cũ giữa ông ta và tiên sinh, thấy nhắc tới sư đệ mình Khương Triệt liền tạm ngừng giao chiến lại rồi ngẫm một lúc. Đúng lúc này báo nhỏ đuổi tới đây làm kỳ đà cản mũi, Khương Triệt thấy vậy dặn con gái Uyển Nhi của mình hãy giúp Tiêu Dao rút thanh kiếm của ông ra. Nhưng nếu làm vậy cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tiêu Dao không nghĩ ngợi liền đi tới rút thanh kiếm ra, đồng thời Khương Triệt tan biến khiến Uyển Nhi đau lòng. Báo nhỏ không tin thanh kiếm vớ vẩn đó có thể làm hại được anh ta nên rất khệnh khạng. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Dao mới chỉ có dùng vài ba chiêu đã khiến hắn đang xuất luôn khỏi xe vờ này. Nguyệt Như bối rối nhắc nhở Tiêu Dao, hy vọng rằng anh sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự thật rằng Linh Nhi là một con quỷ rắn. Tuy nhiên Tiêu Dao không thể chấp nhận lời chất vấn của Nguyệt Như đối với Linh Nhi, anh đã cãi nhau lớn với Nguyệt Như và đuổi cô đi một cách tàn nhẫn. Thực ra anh không muốn Nguyệt Như quay lại. Tiêu Dao cuối cùng cũng đến được Hóa Ma Ao và bị sốc khi nhìn thấy Linh Nhi bị trói vào cột kiếm với cái đuôi rắn quấn quanh. Linh Nhi không muốn đối mặt với Tiêu Dao, vì vậy Tiêu Dao đã cứu Linh Nhi bằng thanh kiếm bay của mình và Linh Nhi đã hồi phục. Tiêu Dao rất tức giận vì ai đó đã biến Linh Nhi thành quỷ rắn. Nhưng Linh Nhi đau đớn nói với Tiêu Dao rằng đây là hình dạng thật của cô. Một con người quái vật có một con đường khác và cô không thể ở bên Tiêu Dao vì cô ấy sẽ làm hại Tiêu Dao. Tiêu Dao nhận ra rằng anh ta đã nói rằng anh ta sẽ giết ngay cả một con quỷ đã vô hình chung gây hại cho Linh Nhi. Tiêu Dao đau lòng và ôm chặt Linh Nhi, nói với cô rằng dù cô là người hay quái vật, anh sẽ yêu cô cho đến chết. Tiêu Dao rất đau lòng vì cái chết của Nguyệt Như. Anh ấy suốt ngày như một thây ma biết đi, bà đồng cố gắng an ủi Tiêu Dao nhưng anh bây giờ hoảng loạn đầu óc chỉ nghĩ tới Linh Nhi. Linh Nhi không bao giờ tỉnh dậy và Tiêu Dao vẫn ở bên giường Linh Nhi cầu xin cô thức dậy vì anh cần cô. Khi phát hiện ra thi thể của Nguyệt Như đã mất tích, Tiêu Dao gần như suy sụp. Người dì Thánh Thiện đã đưa anh đến nơi đặt thi thể của Nguyệt Như và bật khóc. Thánh dì không đành lòng nhìn Lý Tiêu Dao đắm mình trong đau buồn nên đã bảo Tiêu Dao đi đến ma động để lấy con rối. Trong ảo ảnh của động ma, Tiêu Dao đã sử dụng những lựa chọn mới để trải nghiệm lại quá khứ với Nguyệt Như. Ngăn Nguyệt Như đi theo anh trên con đường không thể quay lại. Gọi tên Nguyệt Như nhiều lần nhưng không có hồi đáp, anh hối hận vì chưa bao giờ gọi tên cô. Tiêu Dao đang hôn mê trong động ma và được đánh thức bởi tiếng gọi của Nguyệt Như. Anh ta vô cùng ngạc nhiên đến mức nhầm tưởng rằng Nguyệt Như vẫn còn sống. Đi theo bóng dáng của Nguyệt Như và cuối cùng bước ra khỏi động ma. Đường Ngọc đã hạ quyết tâm từ đường lạc lối trở về, đồng thời nhờ Thánh Cô chuyển lời xin lỗi đến Ano. Sau đó dứt khoát rời đi, Ano rất đau lòng và tự trách mình vì việc Đường Ngọc sát hại cái sư tỷ, đồng thời quyết tâm đích thân giết Đường Ngọc để trả thù cho sư tỷ. Cô không biết rằng Đường Ngọc một mình đến bàn thờ của giáo phái thờ Mặt Trăng và muốn tiêu diệt quái vật nước, nhưng đã bị thủ lĩnh của giáo phái Mặt Trăng phát hiện. Tiêu Dao quay trở lại rừng rậm Amazon và giao con rối cho Thánh Dì. Tiêu Dao đã lấy lại được sức mạnh và hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc. Anh sẽ luôn nhớ đến Nguyệt Như, một nữ anh hùng man dợ đã sống và chết cùng anh trên thế giới. Tiêu Dao đặt lại mặt dây chuyền ngọc vào bàn tay đầy sẹo của Nguyệt Như. Linh Nhi bị bệnh nặng, Thánh Dì nói với Tiêu Dao rằng đây là dấu hiệu của sự sinh nở. Tiêu Dao rất ngạc nhiên, tuy nhiên trái tim của Linh Nhi hốc hác và cơ thể lại yếu đuối nên dáng vẻ bào thai của cô không mấy lạc quan. Tiêu Dao lo lắng và ngay lập tức làm theo sự hướng dẫn của Thánh Dì để đến động Hỏa Lân để tìm Sừng Kỳ Lân. Trong cung Nam Chiếu, giáo chủ dẫn theo dân chúng vào cung tố cáo Vu Hậu Nương Nương. Thần linh đã chỉ hướng rằng lũ lụt ở Nam Chiếu là do xà yêu gây ra, mà xà yêu chính là Vu Hậu. Mấy người đứng ra bênh vực cho Vu Hậu liền bị tên giáo chủ ra tay tàn sát. Quân thần bên dưới thấy vậy cũng không ai dám ho he nửa lời. Lúc này Vu Hậu đi ra thừa nhận mình mang hình dạng nửa người nửa rắn nhưng không phải yêu mà là hậu duệ của nữ oa. Linh Nhi chạy đến nói với cha rằng mẹ không phải yêu xà. Bà cũng tin rằng ông sẽ không tin vào mấy lời bịa đặt mà bọn họ nói, nhưng dưới áp lực từ quần thần và dân chúng bên ngoài, hoàng đế cho người bắt Vu Hậu nhốt vào đại lao. Sau đó sai Thạch trưởng lão đưa Linh Nhi về phòng. Hai mẹ con buộc phải xa cách nhau. Lúc này Tiêu Dao và Tử Kiếm Tiên giả làm binh lính trà trộn vào hoàng cung. Ông cảm nhận được yêu khí nơi này rất nặng nhưng không phải từ đại lao và nghi ngờ Vu Hậu bị vu oan thật. Bọn họ chia làm hai hướng, Tiêu Dao vào trong ngục cứu Vu Hậu. Anh nói rằng mình là người quen của Lý Tam Tư nhưng bà lại cảm thấy anh rất giống ông ấy. Vu Hậu kể lại chuyện mấy tháng trước vì Bái Nguyệt tìm kiếm năm viên linh châu để khống chế yêu thú chinh phục thiên hạ. Bà không muốn hắn thành công nên đã giao lại viên thủy linh châu của mình cho vợ chồng Lý Tam Tư giữ hộ. Nhưng khi bọn họ rời đi, Bái Nguyệt đã tung tin Lý Tam Tư lẻn vào cung lấy trộm nó, khiến Nam Chiếu bị lũ lụt và xin Vu Vương truy bắt họ. Mà độc hai người họ chúng phải là vô ảnh, chỉ có Vu Hậu mới có thể điều chế, nhưng khi ấy nó đã bị kẻ khác đánh cắp. Lúc đó bà mới hiểu ra đây chính là chiêu một mũi tên trúng hai đích của Bái Nguyệt, nhưng vì hắn có quyền thế ở Nam Chiếu nên bà có nói thật cũng chẳng ai tin. Cuối cùng Tiêu Dao cũng hiểu về sự thật năm đó rằng cha mẹ mình không phải kẻ trộm mà là anh hùng chân chính. Anh muốn cứu bà ra khỏi đây nhưng Vu Hậu không chịu đi, vì đó chính là điều Bái Nguyệt muốn.
bà nhờ Tiêu Dao hãy đến cứu Linh Nhi vì sợ Bái Nguyệt sẽ làm hại đến cô bé. Lúc này Tử Kiếm Tiên chạy đến nói bên đó có yêu quái trốn dưới nước sâu trong địa cung chính là thứ đã gây họa cho Nam Chiếu. Vu Hậu nhận ra nó chính là thủy ma thú bị nữ oa phong ấn từ thời thượng cổ. Tiêu Dao đến tìm Linh Nhi nhưng lại bị cô nghi ngờ là người xấu. Sau khi thấy tín vật của Vu Hậu, bọn họ mới tin tưởng và đi theo anh. Thế nhưng trên đường bỏ chạy, ba người đã bị phát hiện rồi bao vây. Đúng lúc đó một con phượng hoàng lửa bay đến, Tử Tiên Kiếm xuất hiện đưa họ rời đi. Bên kia Vu Hậu đến nơi nhốt yêu thú để phong ấn nó. Một luồng ánh sáng chọc thẳng lên tận bầu trời, Tiêu Dao nói với Linh Nhi rằng đó chỉ là pháo sáng, còn mẹ cô sẽ nhanh chóng tìm tới. Thế nhưng sau đó anh mới biết sự thật là Vu Hậu đã dùng thân mình để trấn áp thủy ma thú. Và đó cũng chính là kết cục không bao giờ thay đổi của tộc nữ oa. Bà ngoại đưa Tiêu Dao chiếc khăn tay để anh giúp mình giao lại cho Linh Nguyệt Cung Chủ. Thế nhưng anh không thể để hai người họ đến đảo Tiên Linh vì sợ bi kịch sẽ xảy ra một lần nữa. Tiêu Dao ném chiếc khăn thì lúc này nó rơi đúng chỗ một cậu bé. Cậu mang nó đến chỗ một đại thúc và đổi được hai con cá, mà khi quay lại thì không thấy ông ấy đâu. Tiêu Dao quay về thú nhận với bà ngoại chuyện chiếc khăn tay và mong bà hãy tin mình. Bà ngoại tin tưởng anh nhưng không biết thiên hạ rộng lớn này có chỗ nào cho hai người dung thân. Đúng lúc đó đại thúc đánh cá khi nãy tìm đến, mà người đó lại chính là Linh Nguyệt Cung Chủ. Nhìn cô ấy chữa lành vết thương cho bà ngoại, Linh Nhi cũng muốn học và được Linh Nguyệt Cung Chủ nhận làm đồ đệ. Tiêu Dao nhận thấy mọi chuyện đang đi theo hướng của bi kịch, anh muốn ngăn cản thì lúc này Linh Nguyệt Cung Chủ ngăn lại và nói rằng tất cả mọi việc đều có nhân quả. Anh nhớ nữ oa cũng đã nói câu y như vậy và có lẽ tất cả đều do người sắp đặt. Trên thuyền, Tiêu Dao và Linh Nguyệt ra ngoài nói chuyện. Cô ấy đã nhận ra anh là người quay về quá khứ vì nữ oa có một phép tiên mộng gọi hồn. Sau đó căn dặn rằng cố gắng thay đổi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, nghe theo lòng mình nắm bắt hiện tại chính là kết quả tốt nhất. Đến nơi Linh Nhi muốn anh ở lại đây cùng mình nhưng Tiêu Dao có việc khác phải làm nên không thể nhận lời. Cô muốn thành thân với anh vì nghe mẹ nói nếu như vậy cả hai sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Tiêu Dao hứa với cô xong việc mình nhất định sẽ quay lại, sau đó cả hai đến một nơi. Anh khắc lời thề muốn lấy cô làm vợ suốt đời suốt kiếp và cùng cô chôn nó. Đợi sau này khi quay lại anh sẽ đào lên cho Linh Nhi xem. Tiêu Dao quay trở về, anh cảm thấy chuyện ngày hôm qua mà bỗng dưng lại xa vời đến lạ. Chuyển cảnh đến một quán nước, hai tên lính đi tới chỗ Tiêu Dao vì tưởng rằng anh chính là đà chủ phân đà Giang Nam. Bọn họ đang truy bắt Lý Tam Tư vì tội lấy trộm báu vật của Nam Chiếu. Tiêu Dao ra ngoài lại nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ bị đám người bắt nạt vì là con của Lý Tam Tư. Theo chân cậu bé, hai người quay về nhà liền bị thím quát mắng, mà như một thói quen anh vội vàng né tránh. Vào bên trong, Tiêu Dao tự nhiên đi lấy đồ cho khách rồi dẫn họ xem phòng khiến thím ngỡ ngàng ngơ ngác. Bà hỏi anh rằng cả hai có phải đã từng gặp ở đâu thì Tiêu Dao phủ nhận. Sau đó anh hỏi thím về Lý Tam Tư nhưng bà một mực nói rằng mình không biết. Đúng lúc đó Tiêu Dao nhỏ quay về liền bị thím mắng mỏ. Cậu cảm thấy bà ấy không quan tâm đến mình thì Tiêu Dao lớn đi tới khuyên nhủ. Cuối cùng Tiêu Dao nhỏ cũng nhận ra thím chỉ to mồm nhưng thực sự rất thương mình. Cả hai cùng thu dọn đi để quay về giúp thím thì lúc này anh tìm thấy viên thủy linh châu trong đó. Tiêu Dao lớn muốn xin khéo viên linh châu nhưng Tiêu Dao nhỏ không đồng ý. Cậu muốn đổi nó lấy thanh kiếm của anh nhưng anh không thể đồng ý. Lúc này Tử Kiếm Tiên đi đến, cậu lại quay sang đòi kiếm của ông. Cuối cùng cả hai quyết định anh sẽ làm cho cậu một thanh kiếm gỗ giống của Tử Kiếm Tiên để đổi viên linh châu. Tối đó Tiêu Dao cùng Tử Kiếm Tiên đẽo kiếm. Anh nói rằng sau này ông sẽ có một đệ tử trời chọn, tư chất vô cùng xuất sắc khiến ông tưởng anh bị điên. Sau khi làm xong, anh đến chỗ hẹn đợi Tiêu Dao nhỏ nhưng không thấy cậu đến. Quay về nhà trọ tìm thì lúc này thím cũng đang tìm cậu ấy khắp nơi. Trong lúc đi tìm, bỗng dưng anh nhớ đến chuyện khi ấy và biết được Tiêu Dao nhỏ đã bị bắt cóc. Cuối cùng hai người đã tìm thấy cậu đang bị một đám người tra khảo tung tích của Lý Tam Tư. Tử Kiếm Tiên định chạy đến cứu thì anh ngăn lại vì biết rằng cha mình nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó không thể nhịn được nữa, anh xông vào cứu bản thân mình khi nhỏ. Nghe cậu bé gọi mình là cha, lúc này Tiêu Dao mới nhận ra người mình nhìn thấy khi còn nhỏ lại chính là bản thân mình. Lúc này thím cũng không còn nghi ngờ anh nữa mà đồng ý cho Tiêu Dao vào phòng của Lý Tam Tư. Bà nói rằng cha mẹ anh không thể quay về nữa vì bị Bái Nguyệt hạ độc vô ảnh. Đó là một loại kịch độc mà khi chúng phải sẽ chết ngay lập tức. Bà vẫn luôn không dám nói với Tiêu Dao nhỏ vì ngày nào cậu cũng ngồi ở bến tàu trông ngóng tin tức cha mẹ. Sáng hôm sau Tiêu Dao nhỏ đến tìm anh khoe rằng cha mình đã trở về. Ngày hôm qua ông đã xuất hiện như một vị đại hiệp cứu cậu ra khỏi đám người xấu. Sau đó hai người đến nơi Tiêu Dao nhỏ chôn cất di vật của cha mẹ. Khi đã lấy được thanh kiếm gỗ như mong muốn, cậu lấy ra viên thủy linh châu đưa cho anh. Lúc này phượng hoàng lửa bay qua, có lẽ đã đến lúc anh phải rời đi. Hai người quay về nhà trọ, anh nhìn lại nơi đây một lần nữa và nói với thím rằng đối với Lý Tiêu Dao, bà giống như một người mẹ vô cùng quan trọng. Trong lúc cưỡi phượng hoàng lửa rời đi, Lý Tiêu Dao vô tình cứu được một cô bé, mà cô ấy lại chính là Lâm Nguyệt Như ở Lâm Gia Bảo Tô Châu. Lúc này anh thầm nghĩ giá mà cả hai chưa từng gặp nhau,
Lâm Nguyệt như muốn hỏi tên và nhìn dung mạo anh nhưng Tiêu Dao lại cố tình che giấu. Sau khi đưa cô bé trở về an toàn, lối ra cũng xuất hiện, anh xuyên qua đó quay về 10 năm sau thì lúc này bị trúng một tên của Bái Nguyệt. Nghe ông ta nói, Tiêu Dao hiểu ra tất cả mọi chuyện đều do chính Bái Nguyệt gây ra. Từ chuyện anh đến đảo Tiên Linh đến khi mất trí nhớ cũng là do hắn cố tình sắp đặt, ông ta cũng biết anh sẽ quay lại quá khứ. Và những người bị diệt khẩu cũng là bước đệm để Bái Nguyệt đợi đến ngày anh lấy được viên Thủy Linh Châu. Bây giờ anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa nên bị hắn ra tay. Khi Bái Nguyệt định kết liễu anh thì Tửu Kiếm Tiên xuất hiện. Ông dùng Tửu Thần Chú đánh bay lão già đó rồi đưa Tiêu Dao rời khỏi đây. Anh không ngờ Tửu Thần Chú của ông lại lợi hại như vậy thì lúc này Tửu Kiếm Tiên phun ra một ngụm máu. Tiêu Dao muốn đưa ông đi chữa trị nhưng Tửu Kiếm Tiên biết mình đã không thể chống đỡ nữa. Khi xưa ông không cho anh gọi mình là sư phụ vì không thích mấy lễ nghi rườm rà. Nhưng lúc này ông đã đổi ý và quyết định nhận Tiêu Dao làm đồ đệ, sau đó chuyển hết công lực còn lại của mình cho anh và tặng thanh kiếm vô trần. Ông nói rằng ai rồi cũng phải chết sau khi uống ngụm rượu cuối cùng rồi ra đi. Tiêu Dao quay về chỗ Thánh Cô thì biết được bây giờ đã là hơn một tháng sau. Anh chạy đến thăm Linh Nhi thì lúc này Thánh Cô bế một đứa bé tới, chính là con gái của hai người. Cô muốn đặt tên con là Ức Như để nhớ tới Lâm Nguyệt Như, vì nếu không có cô ấy e là cả hai đã âm dương cách biệt. Tối đó anh kể lại chuyện nữ oa đã đưa mình quay về quá khứ. Lúc này Linh Nhi nhận ra chính anh là người đã cứu mình hồi nhỏ. Nữ oa sắp xếp cho cả hai gặp nhau rồi yêu nhau gắn bó đến tận bây giờ. Thế nhưng Tiêu Dao lại không vui nổi khi nghĩ tới số phận mà cô phải gánh vác. Anh muốn sau này dù xảy ra chuyện gì cả hai cũng sẽ ở bên nhau. Đợi khi giải quyết xong chuyện Nam Chiếu, cả hai sẽ đến đảo Tiên Linh sống mãi ở đó. Mặc dù Linh Nhi là hậu duệ của nữ oa nhưng sức mạnh của cô vẫn chưa thể thức tỉnh mà cần phải có Trượng Thiên Xà và 5 viên Linh Châu. Trượng Thiên Xà nằm trong điện nữ oa nhưng bọn họ mới chỉ có được 4 viên Linh Châu. Lúc này Tiêu Dao lấy ra viên Thủy Linh Châu cuối cùng đang ở chỗ mình nhưng vẫn lo lắng cho cô. Hôm sau hai người giao lại Ức Như cho Thánh Cô trông giúp rồi cùng nhau lên đường đến điện nữ oa. Bên ngoài người của Bái Nguyệt đã vây kín, Tiêu Dao cùng Ano cầm chân bọn chúng để cô vào bên trong lấy Trượng Thiên Xà. Bọn họ quay về dùng 5 viên Linh Châu làm phép đem mưa đến cho mọi người. Tiêu Dao cảm thấy có gì đó không đúng lắm vì mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. Đúng lúc đó người trong cung tìm tới báo rằng Vu Vương bọn họ về để bàn chuyện chống lại Bái Nguyệt. Trong cung Vu Vương xin lỗi cô vì năm xưa bản thân quá yếu đuối đã hại chết Vu Hậu khiến cô phải sống lang bạt. Trong lúc cô không một chút phòng bị, ông ta liền rút dao đâm cô một nhát. Tiêu Dao tức giận xông vào đâm chết ông ta thì lúc này Vu Vương lại biến thành một gốc cây. Bọn họ định rời đi thì Bái Nguyệt xuất hiện phía sau. Máu của cô rơi xuống đã làm yêu thú dưới nước thức tỉnh. Hai bên bắt đầu trận chiến mà ở bên ngoài Đường Ngọc cũng xuất hiện. Trong lúc cả hai đánh nhau, anh nghe thấy tiếng lắc tay của Ano và cuối cùng cũng thức tỉnh. Anh cố gắng để không đánh mất đi ý thức. Khi thấy bọn họ tấn công về phía cô, Đường Ngọc lao đến đỡ và chịu nỗi đau xuyên tim. Lúc này thủy quái đã thoát ra ngoài và hoành hành khắp nơi. Bên kia Tiêu Dao cùng Linh Nhi đối phó với lão Bái Nguyệt. Anh uống một ngụm rượu giống như sư phụ rồi dùng pháp lực ông truyền cho để đối phó với hắn. Còn Linh Nhi dùng 5 viên Linh Châu triệu hồi sức mạnh phong ấn thủy quái một lần nữa. Bái Nguyệt không cam tâm nhảy xuống vực sâu vạn dặm. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì lúc này thủy quái lại xuất hiện. Bái Nguyệt đã dùng chính bản thân mình hiến tế để đánh thức nó một lần nữa. Hai người nắm chặt tay nhau chiến đấu nhưng dường như sức mạnh của thủy quái đã tăng gấp nhiều lần khiến Tiêu Dao trọng thương. Linh Nhi phát hiện ra nó đã mang sức mạnh bất tử, chỉ có hy sinh bản thân cô mới có thể chống lại. Tiêu Dao không chấp nhận được chuyện này nhưng anh đã bị cô làm phép trói chặt lại. Nhìn cô tan biến cùng thủy quái, ruột gan anh như bị ai đó xé vụn. Tiêu Dao mở mắt, một khung cảnh đẹp tựa như mơ hiện ra. Ở đó anh nhìn thấy Đường Ngọc cùng Ano cười đùa vui vẻ, bên đó còn có cả Nguyệt Như và Trạng Nguyên. Sau đó một tiếng gọi vô cùng quen thuộc vang lên, Linh Nhi thực sự xuất hiện. Anh chạy đến ôm chặt lấy cô rồi lấy ra chiếc kẹo anh đào mà cô thích nhất. Nơi đây dường như chính là thiên đường được tạo ra dành riêng cho bọn họ. Và phần review phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu có sai sót gì xin được đóng góp ý kiến ở phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.